MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tin có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Chí Tôn Thần Điện tập 356. Đường Phong chém ra sáng chói kiếm quang, cùng Âm Cực Luyện Ngục đánh vào cùng một chỗ, bộc phát kinh thiên va chạm. Kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng tứ hải bát hoang, cả khối âm tà đại lục đều rung mạnh, phía trên xuất hiện vô số đầu khe hở, nham tương tứ ngược, một mảnh tận thế cảnh tượng. Tại hủy thiên diệt địa năng lượng dưới, âm tà đại lục chính đi hướng tan rã, giống như năm đó Hồng Hoang vũ trụ. Hai người công kích, kéo dài mấy cái hô hấp, Đường Phong kiếm quang rung động, bắt đầu tán loạn. Đường Phong tuy mạnh, nhưng cuối cùng không địch lại Khấp Hoàng. Khấp Hoàng, bản thân liền là một vị cực kỳ cổ lão nửa bước vũ trụ, thời gian tu luyện dài dọa người, các loại tiên thuật sớm đã bị hắn lĩnh hội đến viên mãn. Lại thêm mượn nhờ Hồng Hoang nhân tộc hồn cùng máu, một chân bước vào vũ trụ cảnh, thực lực cực kỳ cường đại, viễn siêu nửa bước vũ trụ. Đường Phong có thể cùng chính diện chống lại, đã cực kỳ kinh người, để Khấp Hoàng khiếp sợ không thôi. Ông, hư không chấn động, một đạo to lớn thương mang quét tới, đánh vào Âm Cực Luyện Ngục phía trên, trợ giúp Đường Phong cùng một chỗ đối kháng Khấp Hoàng. Xuất thủ, tự nhiên là Lục Minh. Lục Minh cho dù không mượn dùng Diệp Thanh lực lượng, thực lực cũng viễn siêu nửa bước vũ trụ. Hợp hai người chi lực, rốt cục kháng trụ Khấp Hoàng công kích. Chúng ta cùng tiến lên, diệt sát Khấp Hoàng. Thượng Thanh Lão Tổ hét dài một tiếng, đánh ra một vòng thái cực bát quái đồ, bao trùm hướng Khấp Hoàng. Sau đó, Nghĩ Đế, Sơn Hoàng, Ngô Hoàng bọn người cũng đồng loạt ra tay. Lần này, ngoại trừ Lục Minh cùng Đường Phong, còn có 9 vị nửa bước vũ trụ cùng bọn hắn cùng đi. 9 vị nửa bước vũ trụ liên thủ, đánh ra đáng sợ một kích, uy lực cực kỳ khủng bố, đầy đủ uy hiếp được Khấp Hoàng tính mệnh. Khấp Hoàng chỉ có thể phân ra lực lượng, đánh ra 9 đạo trường ấn, ngăn cản 9 đại cao thủ. Nhưng lực lượng phân tán phía dưới, Âm Cực Luyện Ngục uy lực cũng đang yếu bớt, bị Lục Minh cùng Đường Phong nắm lấy cơ hội oanh bạo ra. Giết! Đường Phong cùng Lục Minh thét dài, tóc dài bay lên, phân biệt đánh ra kinh khủng sát chiêu. Đường Phong kiếm quang, không có gì không phá, vô cùng sắc bén. Mà Lục Minh, ba thân dung hợp, 3 vạn đạo áo nghĩa gia trì, để lực lượng của hắn cường thịnh tới cực điểm, chỉ thương tiên kinh vận chuyển, 10 ngón hóa thành 10 cái to lớn thương mang, đối Khấp Hoàng đâm xuống dưới. Khấp Hoàng sắc mặt khó coi, cấp tốc lui lại, sau đó vung tay lên, 9 cây cờ đen bay ra, múa may theo gió, trở nên to lớn vô cùng, cờ đen phía trên, vô số lệ quỷ thét dài, phóng tới Lục Minh cùng Đường Phong, còn có 9 đại nửa bước vũ trụ. Đây là trọn vẹn tiên binh. Nhưng đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Khấp Hoàng vẫn như cũ không địch lại. Hắn dù sao không phải chân chính vũ trụ cảnh, một chân bước vào cùng chân chính bước vào, vẫn là có cách biệt một trời. Lúc trước, đối mặt Hồn Nhất Hạc, Lục Minh bọn hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, Khấp Hoàng cùng Hồn Nhất Hạc thực lực, ngày đêm khác biệt. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là mạnh một chút nửa bước vũ trụ. Đường Phong nhân kiếm hợp nhất, hóa thành vĩnh hằng kiếm quang, rắc một tiếng, đem một mặt cờ đen chạm phá, sắc bén kiếm quang, đâm vào Khấp Hoàng trên thân. Khấp Hoàng gào thét một tiếng, hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng y nguyên chậm, trên người hắn bị xuyên thủng, vô tận kiếm khí xông vào trong cơ thể của hắn, ở trong cơ thể hắn tứ ngược. Lục Minh nắm lấy cơ hội, hai tay hợp lại, 10 cái to lớn thương mang giao nhau đâm về phía Khấp Hoàng. Phốc phốc phốc, Khấp Hoàng liên tục bị đâm trúng, thân thể kém chút nổ bể ra tới. Ngay sau đó, 9 đại nửa bước vũ trụ liên thủ một kích đến, Khấp Hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể triệt để nổ tung. Hắn nổ tung thân thể, nhanh chóng hướng về hướng nơi xa, muốn ngưng tụ đào tẩu. Nhưng Lục Minh bọn người, sao lại để hắn đào tẩu? Lục Minh cùng Đường Phong, phân biệt thi triển ra Thanh Liên kiếm kinh, đầy trời đều là màu xanh hoa sen, kích phát ra kiếm khí đầy trời, vô tận kiếm khí, không ngừng đâm vào Khấp Hoàng vỡ vụn trên thân thể. Ngay sau đó, Lục Minh lấy ra Hỗn Độn Hồ Lô, 2 đầu đen trắng dây xích ánh sáng bay ra, đối Khấp Hoàng dập nát thân thể, không ngừng quấn quanh, sau đó rút ngắn hỗn độn trong hồ lô. A, đáng chết, bạo cho ta! Khấp Hoàng thanh âm tức giận vang lên, một bộ phận tàn phá thân thể lôi cuốn 9 cây cờ đen, bắn ra chướng mắt hào quang, nhao nhao tự bảo. Cái này không chỉ là tiên binh tự bảo, còn có Khấp Hoàng bộ phận huyết nhục tiên hồn, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lui! Nghĩ Đế chờ 9 vị nửa bước vũ trụ, một bên tế ra tiên binh hộ thân, đồng thời đánh ra tầng tầng phòng ngự tiên thuật, tự thân cũng gấp nhanh lui lại. Dù vậy, Bọn hắn vẫn là bị sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích đến, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng chảy máu. Đặc biệt là Ngư Hoàng, lui lại hơi chậm một bước, vừa khôi phục như cũ thân thể, lại bị nổ rách tung tóe, nửa đoạn dưới thân thể không cánh mà bay. Mà Lục Minh cùng Đường Phong, nhưng không có lui, bọn hắn lấy lực lượng cường đại kháng trụ hủy diệt năng lượng xung kích. Bọn hắn rất rõ ràng, Khấp Hoàng là muốn lấy bộ phận huyết nhục tiên hồn cùng tiên binh tự bảo, bức lui bọn hắn, để cho tự thân đào tẩu. Lấy Khấp Hoàng chi năng, chỉ cần chạy ra một tia huyết nhục hoặc là một tia tàn hồn, đợi một thời gian, đều có thể phục hồi như cũ tới. Nhưng là, hai người mặc dù kháng trụ hủy diệt năng lượng xung kích, nhưng nhiều ít nhận lấy một chút thương thế. Hai người không để ý thương thế, tiếp tục xuất thủ. Đường Phong chém ra kiếm khí đầy trời, đem Khấp Hoàng còn lại tàn khối toàn bộ khóa chặt, sau đó kiếm khí rơi xuống. Phanh phanh phanh, Khấp Hoàng còn lại tàn khối, lại lần nữa bạo tạc, lần này, hắn rốt cuộc không khóa lại được sâu trong thân thể kia hồng hoang nhân tộc huyết thủy cùng oan hồn. Vô số huyết thủy cùng oan hồn vọt ra, hóa thành huyết thủy đại dương mênh mông, phóng tới bốn phương tám hướng. Thu, Lục Minh tế ra Thái Thượng Tiên Đỉnh, tiên đỉnh trở nên so sao trời còn muốn to lớn, miệng đỉnh như lỗ đen, đem hồng hoang nhân tộc huyết thủy cùng oan hồn hấp thu tiến Thái Thượng Tiên Đỉnh bên trong. Những người khác cũng nhao nhao tế ra không gian tương đối lớn tiên binh, hấp thu hồng hoang nhân tộc huyết thủy cùng oan hồn. Đồng thời, hỗn độn hồ lô không ngừng, hai đầu đen trắng chỉ diêm loạn không ngừng bay múa, đem Khớp Hoàng tàn khối quấn quanh thôn phệ. Tại mọi người hợp lực dưới, không chút huyền niệm, Khớp Hoàng không có phản kháng về sau, cuối cùng toàn bộ bị hỗn độn hồ lô thôn phệ hết. Rầm rầm rầm, âm tà đại lục phát sinh kịch liệt bạo tạc, tại mọi người đại chiến bên trong, rốt cục không chịu nổi, triệt để nổ tung lên, hóa thành mảnh vỡ, tứ tán bay vụt. Trên đó, còn lại sinh linh cơ hồ toàn diệt. Âm tà đại vũ trụ chi tâm, cũng chia năm xẻ bảy, bị Đường Phong phất tay thu hồi. Đi! Lục Minh khẽ quát một tiếng, dẫn người rời đi âm tà đại vũ trụ, hướng về hỗn khư trận doanh cùng Bỉ Ngạn trận doanh đại chiến chi địa tiến đến. Bởi vì Khấp Hoàng, bọn hắn chậm trễ một chút thời gian, nhất định phải mau chóng đã chạy tới, một khi Bỉ Ngạn đại vũ trụ những cao thủ kia nhận được tin tức, sợ sẽ trực tiếp đi đường. Về phần Khấp Hoàng, chờ đằng sau có thời gian đang từ từ luyện hóa. Lúc này, hai đại trận doanh, như cũ tại kịch liệt đại chiến. Đại chiến lâu như vậy, Lục Minh bọn người còn không có hiện thân, hỗn khư trận doanh người, càng ngày càng nóng nảy. Bọn hắn càng ngày càng hoài nghi, Dương Gian có phải hay không muốn cho hai người bọn họ bại câu thương, thừa cơ đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Bỗng nhiên, Bỉ Ngạn trận doanh không ít người, nhận được tin tức. Nơi đây, cách các đại vũ trụ tương đối gần, cho nên, cụ thể tin tức, vẫn có thể truyền tới. Đáng chết, Dương Gian xâm lấn chúng ta hư không vũ trụ. Chúng ta Minh Hà vũ trụ cũng lọt vào xâm lấn. Hư không đại vũ trụ cùng Minh Hà đại vũ trụ người, dẫn đầu nhận được tin tức, lập tức giống giận. Hỗn khư đại vũ trụ người nghe xong, có chút mộng. Dương Gian người, xâm lấn hư không đại vũ trụ cùng Minh Hà đại vũ trụ. Không phải muốn tới giúp bọn hắn sao? Sau một khắc, bọn hắn minh bạch. Dương Gian đây là muốn thừa cơ cướp đoạt tài nguyên. Ghê tởm. Hỗn khư trận doanh trong lòng người gầm thét, thật nghĩ quay đầu liền đi, bọn hắn cùng Bỉ Ngạn trận doanh người hỗn chiến, ngược lại thành toàn Dương Gian. Nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Bỉ Ngạn trận doanh mâu thuẫn, không thể điều hòa, lúc này đi, ngược lại cho Dương Gian đối bọn hắn nổi lên lấy cớ. Bọn hắn chỉ có thể đem phiền muộn giấu ở trong lòng, chỉ cần có thể diệt trừ Bỉ Ngạn trận doanh những cao thủ này, vẫn là đáng giá, dù sao, đằng sau âm giới vẫn là bọn hắn. Hỗn khư trận doanh, các ngươi thế mà cùng Dương Gian hợp tác, các ngươi những này phản đồ, phản bội âm giới, các ngươi chết không yên lành. Bỉ Ngạn trận doanh, có người gầm thét. Bọn hắn đều là cáo già hạng người, lập tức liền nghĩ đến, đây là hỗn khư trận doanh cùng Dương Gian hợp tác. Không phải, làm sao lại trùng hợp như vậy, hỗn khư trận doanh người vừa tới tiến đánh bọn hắn, Dương Gian liền xâm lấn bọn hắn đại bản doanh. Cái này rõ ràng là thương lượng xong. Hỗn khư trận doanh người buồn bực không ra tiếng, chỉ toàn lực tiến công. Sau khi Dương Gian đi tiến đánh chúng ta âm tà đại vũ trụ. Âm tà đại vũ trụ đế hoàng giống to. Âm tà đại vũ trụ, hư không đại vũ trụ cùng Minh Hà đại vũ trụ cường giả, sắc mặt tái nhợt, bi phẫn không thôi. Bọn hắn biết, bọn hắn đại vũ trụ xong. Bị Dương Gian xâm lấn, tài nguyên bị lược đoạt không còn không nói, chỗ sinh linh, hơn phân nửa muốn bị toàn diệt. Thậm chí vũ trụ chi tâm cũng không thể còn lại. Hài cốt đại vũ trụ cùng Bỉ Ngạn đại vũ trụ cường giả, tâm cũng luống cuống. tiếp theo, khẳng định phải đến phiên bọn hắn chỗ đại vũ trụ. Nhưng là, bọn hắn lại bất lực, không thể ngăn cản. Dương Gian cùng Hỗn Khư Trận Doanh người liên thủ, thực lực viễn siêu bọn hắn. Dương Gian cùng Hỗn Khư Trận Doanh liên thủ, khẳng định muốn toàn diệt chúng ta không phải là đối thủ. Không sai, chúng ta đi mau, trốn vào hỗn độn bên trong, mới có sinh cơ, sau đó tùy thời trả thù. Không sai, ta nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Bỉ Ngạn Trận Doanh cao thủ bí mật truyền âm, đạt thành chung nhận thức, sau đó chậm rãi hướng về một nơi hội tụ vào một chỗ thời điểm, bỗng nhiên hướng về một phương hướng nào đó phá vây. Hỗn Khư Trận Doanh cùng Bỉ Ngạn Trận Doanh thực lực chênh lệch không nhiều, một lòng muốn đi, Hỗn Khư Trận Doanh người, căn bản ngăn không được. Không tốt, bọn hắn muốn chạy. Dương Gian hỏng việc, đây là thả hổ về rừng, chờ bọn hắn trốn vào hỗn độn bên trong âm thầm trả thù, có bọn hắn hối hận. Bọn hắn muốn tự nếm quả đắng. Hỗn Khư Trận Doanh cường giả rất phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Gian thế mà lúc này vây lại Bỉ Ngạn Trận Doanh hang ổ, ngu không ai bằng, diệt sát những này nửa bước vũ trụ mới là chuyện trọng yếu nhất. Đằng sau khẳng định phải lọt vào những này nửa bước vũ trụ trả thù, mà bọn hắn Hỗn Khư Trận Doanh cũng phải bị dính líu vào. Đúng lúc này, hỗn độn cuồn cuộn, 10 cái to lớn thương mang phá vỡ hỗn độn chi khí, đâm về phía Bỉ Ngạn Trận Doanh những cao thủ kia. Nương theo lấy 10 cái thương mang, còn có huy hoàng kiếm quang. Bỉ Ngạn Trận Doanh cao thủ kinh hãi, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, hướng về phía trước chi thế cũng bị cản lại. Hỗn độn bên trong, từng đạo to lớn thân ảnh hiện hiện, mỗi một đạo đều so sao trời phải lớn ước vạn lần, đem bọn hắn đường đi ngăn trở. Lục Minh bọn hắn, đến. Bỉ Ngạn Trận Doanh người, tâm một mực chìm xuống dưới. Giết! Lục Minh hét lớn, sát ý ngút trời, vạn đạo đồ vận chuyển, các loại đỉnh cấp tiên thuật cùng nhau bộc phát. Đầy trời kiếm khí thương mang, còn có diệt tiên chi nhận, hướng về Bỉ Ngạn Trận Doanh cao thủ đánh tới. Đường Phong cùng mặt khác nửa bước vũ trụ, cũng đồng loạt ra tay. Giết! Nhìn thấy Lục Minh bọn người hiện thân, Hỗn Khư Vũ Trụ người, cũng sĩ khí đại chấn, từ phía sau giết tới đây. Bỉ Ngạn Trận Doanh, khoảng chừng 17 vị nửa bước vũ trụ, nhưng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bọn hắn toàn lực phòng ngự, bày ra trùng điệp phòng ngự. Mặc dù, một bộ phận công kích bị chặn, nhưng một bộ phận công kích lại khó mà ngăn trở. Như Lục Minh cùng Đường Phong công kích, như tồi khô lạp hủ phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Đùng chút, Bỉ Ngạn Trận Doanh hai vị nửa bước vũ trụ, bị Lục Minh cùng Đường Phong đánh nổ. Nguyên bản, nhìn thấy Lục Minh bọn người xuất hiện vây quanh bọn hắn, Bỉ Ngạn Trận Doanh 17 vị cường giả, hội tụ thành một đoàn, dự định lấy phòng ngự làm chủ, trước ngăn trở Dương Gian cùng Hỗn Khư Trận Doanh mấy đợt công kích, sau đó lại tìm cơ hội phá vòng vây. Nhưng bây giờ, Lục Minh cùng Đường Phong, vọt thẳng phá phòng ngự của bọn hắn, đánh nổ hai vị nửa bước vũ trụ, xông vào trong đám người. Hai người công kích, giống như pháo hoa, trong đám người nổ tung, Bỉ Ngạn Trận Doanh cao thủ, lại khó hội tụ vào một chỗ, bị phân tán ra tới. Mà Hỗn Khư Trận Doanh cùng Nghĩ Đế bọn người, thừa cơ giết tới, cơ hồ là hai người vây công một người, đối Bỉ Ngạn Trận Doanh cao thủ triển khai vây giết. Mà Lục Minh cùng Đường Phong, càng là không người có thể ngăn, đơn độc một cái nửa bước vũ trụ, cùng bọn hắn hai người chiến lược chênh lệch quá lớn. Đơn độc đối mặt Lục Minh cùng Đường Phong, cơ hồ là hai cái đối mặt, liền sẽ bị hai người đánh nổ, mặc dù nửa bước vũ trụ không thể dễ dàng như thế vẫn lạc, nhưng cũng sẽ bị trọng thương. Đụng! Lục Minh vung thương, lại đem Hài Cốt Đại Vũ Trụ một tôn nửa bước vũ trụ rút bảo, sau đó ánh mắt như điện, khóa chặt lại một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, tốc độ kinh người, tại trong hư không lấp lóe, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng khí tức. Đây là Hư Không Đại Vũ Trụ, một vị nửa bước vũ trụ, thân tan hư không, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, muốn thừa loạn đào tẩu. Nhưng người này, từ vừa mới bắt đầu, liền bị Lục Minh trọng điểm chú ý. Trên thực tế, Hư Không Đại Vũ Trụ có hai vị nửa bước vũ trụ, đã sớm là Lục Minh bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Ngay từ đầu bị Đường Phong đánh nổ một vị nửa bước vũ trụ, liền Hư Không Tộc. Hư Không Tộc, cực kỳ nguy hiểm, một khi bị bọn hắn đào tẩu, núp trong bóng tối, liền sẽ trở thành đáng sợ sát thủ. Một tôn nửa bước vũ trụ cấp bậc sát thủ, cực kỳ khủng bố, liền xem như ngang cấp nửa bước vũ trụ, một cái sơ sẩy, đều sẽ bị ám sát. Cho nên, hai cái Hư Không Tộc nửa bước vũ trụ, ngay từ đầu liền muốn diệt trừ. Khí cơ khóa chặt đối phương, ngay sau đó, mấy trăm đóa màu xanh hoa sen, ở mảnh này hư không hiện hiện, bắn ra hơn vạn đạo kiếm khí, đem kia phiến hư không thái nhỏ. Đụng! Hư Không tộc vị kia nửa bước vũ trụ, từ trong hư không bị ép ra, thân hình cấp tốc lấp lóe, tránh né kiếm khí. Hơn vạn đạo kiếm khí, quả thực là một đạo đều không có đụng phải đối phương. Nhưng cái này đủ. Thái Thượng Tiên Đỉnh to như sao trời, từ phía trên chấn áp mà xuống, mênh mông lực lượng, làm cho đối phương thân thể rung mạnh. Đón lấy, từng đạo trường ấn từ bốn phương tám hướng xông tới, mỗi một đạo trường ấn, đều to lớn vô cùng, phong tỏa tất cả khu vực. Hư Không Đại Vũ Trụ nửa bước vũ trụ, bị nhốt rồi, bị Thập Nhị Phong cấm thủ trường ấn phong ấn, đón lấy, Diệt Tiên Chi nhận chợt lóe lên, đem đối phương chém thành hai nửa. Đương nhiên, đối phương không có khả năng dễ dàng như thế vẫn lạc, cho nên, Lục Minh thế công, cũng không ngừng chút nào, chỉ thương thuật bộc phát, 10 cái to lớn thương mang giao thoa, hình thành kinh khủng lực xoắn, đem Hư Không tộc nửa bước vũ trụ tàn phá thân thể rào sát đi vào. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hư Không tộc nửa bước vũ trụ, thân thể bị xoắn thành bột mịn, sau đó bị Thái Thượng Tiên Đỉnh nuốt vào. Lục Minh giải quyết Hư Không tộc một vị nửa bước vũ trụ, mà Đường Phong cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hư Không tộc một vị khác nửa bước vũ trụ. Hư Không tộc một vị khác nửa bước vũ trụ, đối mặt Đường Phong, cũng không có cái gì sức hoàn thủ, lúc này cũng bị giải quyết, bị Đường Phong chấn áp. Hai người lại lần nữa thẳng hướng những người khác. Không. Huyết Tà Hoàng sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Hắn đem hết toàn lực xung kích, nhưng là, hắn bị Ngạc Hoàng cùng Nghĩ Đế hai người liên thủ cuốn lấy, căn bản không trốn thoát được. Mà hắn tiên thức nhìn thấy, Lục Minh cùng Đường Phong, mấy chiêu liền giải quyết một cái Hư Không tộc nửa bước vũ trụ, đặc biệt là Lục Minh, hắn khí cơ, đã khóa chặt lại hắn. Cái này khiến hắn lá gan kém chút dọa phá. Cút ngay cho ta. Huyết Tà Hoàng giống to, thì triển ra tuyệt chiêu Huyết Tà Diệt Tiên Thuật. Nhưng là một chiêu này uy lực mặc dù mạnh, nhưng cùng là nửa bước vũ trụ, những người khác há lại sẽ yếu. Ngạc Hoàng cùng Nghĩ Đế, hóa thành bản thể, thể trạng to lớn vô cùng, đồng thời đều có cứng rắn sát ngoài, phòng ngự mạnh kinh người, ngạnh sinh sinh đem Huyết Tà Hoàng công kích cản lại, đồng thời triển khai phản kích, một cái sơ sẩy, Huyết Tà Hoàng bị Nghĩ Đế một chiêu đánh trúng, thân thể kém chút nổ bể ra tới. Mà lúc này, Lục Minh đã đến, trường thương kéo xuống, to lớn thương mang ép xuống, uy năng không thể địch nổi. Không! Huyết Tà Hoàng phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, điên cuồng bộc phát ngăn cản. Nhưng là, hắn nguyên bản đối mặt Ngạc Hoàng cùng Nghĩ Đế, đều khó mà địch nổi thụ thương, lúc này chỗ nào còn có thể ngăn trở Lục Minh công kích. Thương mang đè xuống, Huyết Tà Hoàng thân thể chia năm xẻ bảy. Ngạc Hoàng cùng Nghĩ Đế nắm lấy cơ hội thi triển sát chiêu, hủy diệt năng lượng đảo qua, đem Huyết Tà Hoàng huyết nhục tiên hồn xé rách thành phấn vụn. Huyết Tà Hoàng, liền giao cho các ngươi. Lục Minh cho Ngạc Hoàng cùng Nghĩ Đế để lại một câu nói, lại giết hướng phía dưới một cái. Huyết Tà Hoàng trọng thương, đã mất sức phản kháng, đừng bảo là hai người, một người liền có thể tùy tiện đem trấn áp. Hai phe liên thủ, cao thủ số lượng viễn siêu Bỉ Ngạn Trận Doanh, lại thêm Lục Minh cùng Đường Phong cái này hai tôn đại cao thủ, ngoài ra còn có Đế Khuyết, cũng triển lộ ra bộ phận thực lực chân chính, cũng vượt qua nửa bước vũ trụ không ít. Như thế đội hình, chiến cuộc đã mất lo lắng, Bỉ Ngạn Trận Doanh người, ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Theo nửa bước vũ trụ một cái tiếp một cái được giải quyết, đã có người rảnh tay, đi vây công Bỉ Ngạn Trận Doanh tiên trận. Tại nhiều vị nửa bước vũ trụ vây công dưới, Bỉ Ngạn Trận Doanh tiên trận rất nhanh bị công phá, bên trong chân tiên tiên vương còn có chuẩn tiên, chạy tứ tán, lại trốn chỗ nào đến rơi, không ngừng bị săn giết. Trận này tàn sát, cũng không có duy trì quá dài thời gian liền kết thúc. Bỉ Ngạn Trận Doanh 17 vị nửa bước vũ trụ, toàn quân bị diệt, một cái đều không có để lại. Phần lớn chân tiên tiên vương cùng chuẩn tiên, cũng đều bị săn giết, chỉ có cực thiểu số vận khí tốt thoát thân, đã không đáng để lo. Lục Minh bọn hắn không chút khách khí thanh lý chiến trường, bó lớn tiên binh, bị bọn hắn thu vào. Cầu Cầu tu luyện, cũng phải cần đại lượng đỉnh cấp kim loại vật liệu cùng tiên binh, Lục Minh cũng sẽ không khách khí. Còn muốn một chút cường giả thi thể, Lục Minh bọn hắn cũng không khách khí thu vào. Những cường giả này thi thể, luyện hóa về sau, đều là vô giới chi bảo. Chân tiên cùng tiên vương huyết nhục, luyện hóa về sau, đối chuẩn tiên trợ giúp cực lớn, nhưng trợ giúp chuẩn tiên tăng lên nhục thân cường đại, để nhục thân tiến hóa. Mà nửa bước vũ trụ huyết nhục, đối chân tiên đều có trợ giúp thật lớn. Chân tiên đột phá rất khó, chỉ có số ít thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp thuế biến, nhưng nửa bước vũ trụ huyết nhục, lại so những này thiên tài địa bảo thích hợp hơn. Trước kia, nửa bước vũ trụ, thế nhưng là vũ trụ bá chủ, là có thể đánh giết nửa bước vũ trụ, thu hoạch được nửa bước vũ trụ huyết nhục. Liền xem như thiên tri tộc yêu nghiệt, cũng khó có thể thu hoạch được nửa bước vũ trụ huyết nhục tu luyện. Hiện tại có cơ hội này, Lục Minh bọn hắn sao lại bỏ lỡ? Những này nửa bước vũ trụ huyết nhục luyện hóa về sau, có thể để dương gian những cái kia chân tiên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, nửa bước vũ trụ huyết nhục, đối tiên vương, đều có nhất định tác dụng. Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ 17 vị nửa bước vũ trụ, Lục Minh bọn hắn trọn vẹn thu 12 vị, Hỗn Khư Trận Doanh người mặc dù không bỏ, mặc dù đau lòng, nhưng giận mà không dám nói gì. Lục Đình Chủ, nghe nói các ngươi tiến đánh Minh Hà Đại Vũ Trụ, Hư Không Đại Vũ Trụ cùng Âm Tà Đại Vũ Trụ, tốc độ của các ngươi thật đúng là nhanh a. Hỗn Khư Vô Cực mặt mỉm cười đường. Nhìn như khích lệ Lục Minh bọn người tốc độ nhanh, nhưng này nồng đậm vị chua, cho dù ai đều nghe được. Ha ha, chúng ta là vì phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, cho nên tiên hạ thủ vi cường, hiện tại chỉ có Hài Cốt Đại Vũ Trụ cùng Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, liền tốt đối phó, không sợ đối phương đào tẩu. Lục Minh mặt không đỏ tim không đập đường. Hỗn Khư Đại Vũ Trụ trong lòng người đều xem thường. Sợ đào tẩu. Chỉ cần giải quyết các đại vũ trụ mũi nhọn chiến lực, các đại vũ trụ những người còn lại, có thể chạy trốn tới đâu đây, chỉ cần phái cá biệt hai cái nửa bước vũ trụ tiến về, liền không ai có thể trốn được. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng xem thường một chút, trên mặt vẫn là phải lộ ra nụ cười, miễn cho bị Lục Minh bọn người nhớ thương. Hài Cốt Đại Vũ Trụ cùng Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, hai chúng ta vừa mới cái đi, các ngươi muốn chọn cái nào đại vũ trụ, mặc ngươi nhóm tuyển. Lục Minh nói, Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, lúc trước đột nhiên nổi lên, giết chúng ta Hỗn Khư Vũ Trụ mấy vị đế hoàng, thù này không đội trời chung, ta đã từng đã thề, nhất định phải tự mình dẫn người san bằng Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, để báo đại thù, cho nên, chúng ta liền tuyển Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ. Hỗn Khư Vô Cực nói. Lục Minh cười một tiếng, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Bỉ Ngạn Trận Doanh, thực lực còn mạnh hơn Hài Cốt Đại Vũ Trụ không ít, tài nguyên tự nhiên cũng nhiều hơn, Hỗn Khư Trận Doanh đương nhiên muốn lựa chọn Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, về phần cái gì đại thù, đó bất quá là lấy cớ mà thôi. Tốt, vậy liền làm như vậy, các ngươi đi Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, chúng ta đi Hài Cốt Đại Vũ Trụ. Lục Minh sảng khoái đáp ứng. Chuyến này, thu hoạch của bọn hắn, đã đủ nhiều. Cũng nên cho Hỗn Khư Trận Doanh lưu một điểm ngon ngọt, thuận tiện đằng sau làm việc. Lúc này, bọn hắn chia binh hai đường, Hỗn Khư Trận Doanh cao thủ, hướng về Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ mà đi, mà Lục Minh bọn hắn, thì là hướng về Hài Cốt Đại Vũ Trụ mà đi. Rất hiển nhiên, Hài Cốt Đại Vũ Trụ đã nhận được tin tức, đường Lục Minh bọn hắn chạy đến thời điểm, lưu thủ nơi này tiên đạo sinh linh đã mang theo một bộ phận tinh anh, rời đi Hài Cốt Đại Vũ Trụ, trốn vào mênh mông hỗn độn bên trong. Đương nhiên, mang đi, còn có tài nguyên. Bọn hắn khẳng định còn không có trốn xa, các người phân tán ra tới lui truy kích. Lục Minh phân phó nghĩ đế bọn người. Đối phương lưu thủ tiên đạo sinh linh, tu vi cùng định sẽ không quá cao, như Minh Hà Vũ Trụ, Hư Không Vũ Trụ các loại, cao thủ chân chính đều đi tham chiến, lưu lại số ít tiên đạo sinh linh, tu vi đều không cao. Tu vi không cao, tại mênh mông hỗn độn bên trong, khẳng định phải chú ý cẩn thận, tốc độ không có khả năng quá nhanh, lấy nghĩ đế bọn người nửa bước vũ trụ chi năng, muốn đuổi kịp không khó. Nghĩ đế chờ 9 vị nửa bước vũ trụ, phân tán truy kích, mà Lục Minh cùng Đường Phong, mang theo phi hoàng chờ tiên vương cấp tồn tại, bước vào Hài Cốt Đại Vũ Trụ. Không vẻn vẹn có sương mù màu đen từ viên cầu bên trong lan tràn ra, Lục Minh cùng Đường Phong còn chứng kiến, mấy cỗ hài cốt, từ viên cầu bên trong chậm rãi leo ra. Vừa bò ra, liền gào thét hướng về Lục Minh cùng Đường Phong đánh tới, bất quá thực lực rất yếu, chỉ tương đương với chuẩn tiên, bị hai người tùy tiện oanh sát. Nhưng hai người tâm tình, lại có chút không bình tĩnh. Hóa ra Hài Cốt Đại Vũ Trụ hài cốt, là từ nơi này viên cầu bên trong leo ra. Cái này viên cầu bên trong là cái gì? Có vô cùng hài cốt sao, hay là một cánh cửa, thông hướng cái nào đó có vô cùng hài cốt chi địa? Bởi vì, vô tận tuế nguyệt đến nay, Hài Cốt Đại Vũ Trụ, đã ra đời vô tận hài cốt. Lục Minh vận chuyển yêu vương đế văn, một loại nào đó phù văn thoáng hiện, muốn xem mặc viên cầu, nhìn thấy viên cầu nội bộ cảnh tượng. Nhưng là, lại bị một cỗ lực lượng chặn, căn bản nhìn không thấu. Trong mắt hắn, vẹn vẹn chỉ là một cái màu đen viên cầu. Bạch! Đường Phong chém ra một đạo kiếm khí màu đen, chạm tại viên cầu mặt ngoài. Oanh! Kiếm khí tán loạn, viên cầu mặt ngoài, một điểm vết thương đều không có. Cứng vãi chất liệu, lại đến. Đường Phong lại chém ra một kiếm. Kiếm thứ nhất, Đường Phong chỉ dùng ra 3 thành công lực, mà một kiếm này, Đường Phong dùng ra 10 thành công lực. Liền xem như một tôn nửa bước vũ trụ, đều muốn bị một kiếm này chém thành hai nửa. Nhưng là, khi kiếm quang chạm tại viên cầu mặt ngoài thời điểm, vẫn không có lưu lại một tia vết tích. Quả cầu này, đơn giản so cấp cao nhất tiên binh còn cứng rắn hơn. Đã Đường Phong không thể ở phía trên lưu lại một tia vết tích, kia Lục Minh cũng không cần thiết xuất thủ. Không biết có thể hay không thu lại. Lục Minh ánh mắt lấp lóe. Cái này viên cầu, nếu là vận dụng thật tốt, tuyệt đối là một kiện vô giới chi bảo, tuyệt không phải bình thường tiên binh có thể so sánh. Có thể nói như vậy, chính là cái này viên cầu, sáng tạo ra Hài Cốt Đại Vũ Trụ. Lục Minh hai tay nhấn ra, mênh mông tiên lực tuôn ra, bao lấy viên cầu. Không nghĩ tới, lại có hiệu, theo tiên lực áp xúc, viên cầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Lục Minh một phát bắt được. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Lục Minh thử một cái, nhưng không có phát hiện viên cầu bất cứ tác dụng gì, cũng không có thể dùng để công kích, cũng không thể dùng để khốn địch. Cũng không có công kích Lục Minh cùng Đường Phong. Nếu không phải trước đó nhìn thấy có hài cốt từ đó leo ra, còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường viên cầu. Đương nhiên, dùng để phòng ngự cũng không tệ lắm, chí ít không thể phá vỡ. Lập tức, Lục Minh nghĩ đến cốt ma. Cái này viên cầu, ngược lại là rất thích hợp cốt ma, nếu để cho cốt ma tu luyện, cốt ma tu vi, có thể hay không đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, Lục Minh lấy ra một cái bình nhỏ tiên binh, đem viên cầu thu vào trong bình. Cái đồ chơi này, cao thâm mặt chắc, hoàn toàn đoán không ra, Lục Minh cũng không dám tùy ý mang ở trên người, có tiên binh ngăn cách còn tốt một chút. Thu vào cái bình về sau, lại để vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong, dự định mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Hai người lại tại đáy hồ thăm dò một phen, ngoại trừ cái này viên cầu, không có vật khác, hai người không còn lưu lại, rời đi hồ nước, cùng Phi Hoàng bọn hắn hội hợp, liền tại Hài Cốt Đại Vũ Trụ đợi, chờ đợi Nghĩ Đế đám người trở về. Bọn hắn cũng không có chờ quá lâu, Nghĩ Đế bọn người, liền từng cái quay trở về, mà Hài Cốt Đại Vũ Trụ trước một bước đào tẩu tiên đạo sinh linh, cũng đều bị Nghĩ Đế bọn người từng cái bắt được, bị mang đi tài nguyên cũng thu sạch giao nộp. Đi, chúng ta đi Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ nhìn xem. Lục Minh nói, Hỗn Khư Trận Doanh tiến đánh Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, không biết như thế nào, Lục Minh dự định đi xem một chút, có lẽ có thể nhặt được một chút lợi lộc đâu. Bây giờ, Hài Cốt Đại Vũ Trụ cùng Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, cách xa nhau rất gần, rất nhanh, bọn hắn đã đến. Vượt qua đám người dự kiến, Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, thế mà còn không có bị đánh hạ. Xa xa, bọn hắn liền nghe đến, Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ bên trong, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Có thể nhìn thấy, Bỉ Ngạn Đại Vũ trụ hàng rào, đều bị đánh xuyên, xuất hiện rất nhiều đầu khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy tiên quang lấp lánh. Lục Minh bọn người liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt, đều thấy được kinh ngạc. Hỗn Khư Trận Doanh, thế nhưng là khoảng chừng hơn 10 vị nửa bước vũ trụ, lực lượng như vậy, đừng bảo là hiện tại Bỉ Ngạn Đại Vũ trụ không có cùng cấp bậc cường giả tỏa chấn, coi như Bỉ Ngạn Đại Vũ trụ toàn thịnh thời kỳ, dựa vào trận pháp cũng ngăn không được nhiều cao thủ như vậy. Nhưng bây giờ, Bỉ Ngạn Trận Doanh cao thủ đã vẫn lạc hầu như không còn, số ít lưu thủ tiên đạo sinh linh, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, làm sao có thể ngăn cản thời gian dài như vậy. Bỉ Ngạn Đại Vũ trụ trận pháp, cứ như vậy lợi hại. Bọn hắn trực tiếp xuyên qua một đầu vũ trụ hàng rào bên trên khe hở, tiến vào Bỉ Ngạn Đại Vũ trụ cảnh nội. Quả nhiên thấy, Hỗn Khư Trận Doanh cao thủ, còn tại phá trận. Bỉ Ngạn đại lục, rộng lớn vô cùng, bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ. Trận pháp lưu chuyển, có phòng ngự cùng công kích chi năng, kích phát ra từng đạo tiên quang, tiến hành phản kích. Nhưng có thể nhìn ra, trận pháp này đã đến nỏ mạnh hết đà, lung lay sắp đổ, sắp bị công phá. Hấp dẫn nhất Lục Minh bọn hắn chú ý chính là trận pháp hạch tâm, có một tiết bạch cốt, phát ra ba động khủng bố, cực lớn tăng cường trận pháp uy lực. Hỗn Khư Vô Cực, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lâu như thế còn không có công phá nơi này trận pháp? Lục Minh cho Hỗn Khư Vô Cực truyền âm. Nhìn thấy Lục Minh bọn người đến đây, Hỗn Khư Vô Cực bay đến Lục Minh bọn người bên cạnh, nói các ngươi nhìn, Bỉ Ngạn đại lục tòa kia trận pháp bảo vệ hạch tâm, là một đoạn bạch cốt, vì trận pháp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, cực lớn tăng cường trận pháp uy lực, cho nên chúng ta một mực đánh lâu không xong, bất quá đến bây giờ, trận pháp rốt cục muốn bị phá vỡ. Đây là cái gì xương cốt, lợi hại như vậy? Lục Minh nói, quan sát tỉ mỉ kia một đoạn xương cốt. Chúng ta phỏng đoán, là vũ trụ cảnh xương cốt. Hỗn Khư Vô Cực sắc mặt nặng nề đường. Trong lòng mọi người rung mạnh. Quả nhiên, cẩn thận quan sát, Lục Minh phát giác được khí tức quen thuộc, kia là vũ trụ cảnh khí tức. Không sai, là vũ trụ cảnh xương cốt, không quá nhanh muốn mục nát, năng lượng còn thừa không nhiều, tăng thêm vì trận pháp cung cấp đại lượng năng lượng, cho nên các ngươi trong lúc nhất thời không có cảm ứng ra tới. Trong đầu, cũng vang lên Diệp Thanh thanh âm. Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, lại có một đoạn vũ trụ cảnh xương cốt, bọn hắn từ đâu tới? Nghĩ Đế sợ hãi than nói. Bất quá, Lục Minh cũng không có cảm giác rất kỳ quái. Rất có thể là từ mênh mông trong hỗn độn đạt được. Dù sao, lần trước Lục Minh từng tiến vào cái kia không biết vũ trụ, nhìn thấy một đầu to lớn vũ trụ cảnh thần long thi thể, còn chiếm được vũ trụ lột xác. Con thần long kia, cũng không thuộc về vũ trụ hải bất kỳ thế lực nào, mà là mênh mông hỗn độn thổi qua tới. Mênh mông hỗn độn, vô biên vô hạn, vũ trụ cảnh cũng không biết giới hạn, mênh mông vô ngần, thần bí khó lường, ẩn chứa cái gì cũng không biết kỳ quái. Một đoạn sắp mục nát vũ trụ cảnh hài cốt, chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng không ngăn cản được hơn 10 vị nửa bước vũ trụ liên tục công kích. Kịch liệt tiếng nổ không ngừng, trận pháp đã rách mướp, sắp bị công phá. Xong, chúng ta xong. Vì cái gì chúng ta sẽ bại, ta không muốn chết à. Đồ bỏ đi, hô cái gì hô, cùng bọn hắn liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Liều, lấy cái gì liều, bọn hắn đều là đế hoàng a. Bỉ Ngạn đại lục trong trận pháp, vô số sinh linh, lâm vào trong khủng hoảng. Bỉ Ngạn đại vũ trụ sinh linh rất rõ ràng, lâu như vậy, bọn hắn đế hoàng còn chưa hiện thân, hơn phân nửa là bại, giữ nhiều lành ít. Trận pháp một khi bị phá, bọn hắn đều phải chết. Giờ phút này, vô tận sinh linh, các loại cảm xúc đều có. Có điên cuồng, có tuyệt vọng, có không kiêng nể gì cả làm bình thường không dám làm. Toàn bộ Bỉ Ngạn đại lục, hỗn loạn tương bừng. Hỗn khư trận pháp cường giả, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục phá trận. Rầm rầm rầm, Bỉ Ngạn đại lục, nhiều chỗ không ngừng nổ tung, trận cơ bị hủy, trận pháp bảo vệ, bắt đầu toàn diện sụp đổ. Bá bá bá, hỗn khư trận doanh những cái kia nửa bước vũ trụ, đột nhiên hướng về một phương hướng nào đó phóng đi. Mục tiêu của bọn hắn, là kia một đoạn vũ trụ cảnh xương cốt. Vũ trụ cảnh xương cốt, quá thưa thớt. Lúc trước, thiên tri tộc có 6 vị vũ trụ cảnh vẫn lạc, nhưng chung quanh tồn tại năng lượng ba động khủng bố, bọn hắn căn bản không chiếm được. Có thể nói, từ xưa đến nay, đều chưa từng xuất hiện vũ trụ cảnh xương cốt. Vũ trụ cảnh xương cốt, đối với nửa bước vũ trụ tới nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Bọn hắn đối với như thế nào đột phá vũ trụ cảnh, một mảnh mê mang, tìm không được đường ra. Có lẽ, có thể tại vũ trụ cảnh xương cốt bên trên, đạt được một loại nào đó dẫn dắt, từ đó tìm tới đột phá vũ trụ cảnh con đường. Cho nên, mỗi người đều muốn lấy được vũ trụ cảnh xương cốt. Liền ngay cả hỗn khư vô cực, còn có nghĩ đế bọn người ý động, muốn xông tới tranh đoạt. Rầm rầm rầm, hỗn khư trận doanh hơn 10 vị nửa bước vũ trụ, vì tranh đoạt vũ trụ cảnh xương cốt, cùng thi triển thủ đoạn, đánh ra từng đạo tiên quang, muốn đem vũ trụ cảnh xương cốt lấy đi. Nhưng tiên quang va chạm, lẫn nhau ngăn cản, ai cũng không có đắc thủ. Cùng thuộc tại hỗn khư trận doanh, ngay từ đầu đám người vẫn còn tương đối khắc chế, nhưng theo mấy lần va chạm, có ít người đỏ mắt, đối ngăn cản lấy triển khai công phạt. Ngươi muốn giết ta sao, ta trước hết giết ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, dần dần diễn biến thành một trận hỗn chiến. Nửa bước vũ trụ giao thủ, uy lực cỡ nào kinh người, lẫn nhau sát chiêu va chạm, hủy diệt năng lượng quét sạch bát phương, rơi vào Bỉ Ngạn đại lục ở bên trên. Mỗi một sợi năng lượng, đối với Bỉ Ngạn đại lục cùng phía trên sinh linh tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Mặt đất nổ tung, vô số sinh linh tại hủy diệt năng lượng hạ hồn phi phách tán. Đình chủ, vũ trụ cảnh xương cốt khó được, chúng ta muốn hay không xuất thủ cướp đoạt tới? Ngư Hoàng hỏi thăm Lục Minh. Lục Minh trầm ngâm một chút, yên lặng gật đầu. Đã bọn hắn muốn tranh đoạt, vậy liền để bọn hắn tranh một chuyến tốt, một vị đè ép, không phải kế lâu dài. Gặp Lục Minh gật đầu, Ngư Hoàng đại hỉ, lập tức xông về vũ trụ cảnh xương cốt. Đồng thời, nghĩ đế các loại, hết thảy có 7 vị nửa bước vũ trụ, cùng một chỗ phóng đi, gia nhập tranh đoạt vũ trụ cảnh xương cốt chiến đoàn. Hỗn khư vô cực cũng không nhịn được, cũng gia nhập chiến đoàn. 20 mấy vị nửa bước vũ trụ vì một đoạn vũ trụ cảnh xương cốt, kịch liệt tranh đoạt, gặp nạn chính là Bỉ Ngạn đại lục. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đại lượng sinh linh vẫn lạc. Lục Minh không có đi quản, bởi vì đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tim đập rộn lên, toàn thân lông tơ tạc lập, trong lòng toát ra thấy lạnh cả người. Gặp nguy hiểm tới gần. Oanh! Sau một khắc, Bỉ Ngạn nơi sâu xa của đại lục, tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này, kinh người đến cực điểm, như lang yên vọt lên, vô hạn cất cao, trong chốc lát, liền đem toàn bộ Bỉ Ngạn đại lục bao phủ ở bên trong. Tất cả nửa bước vũ trụ, lúc này, đều xù lông, phảng phất bị một con kinh khủng hung thú nhìn chằm chằm, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Giết! Sau một khắc, Bỉ Ngạn nơi sâu xa của đại lục, truyền ra một tiếng quát lớn, đón lấy, vô tận năng lượng hướng về kia cái phương hướng hội tụ, hóa thành một cái đại thủ, đối những cái kia nửa bước vũ trụ bắt xuống dưới. Trốn! Kia một đoạn hài cốt phụ cận, 20 mấy vị nửa bước vũ trụ, không chút nghĩ ngợi, liền hướng về hậu phương cấp tốc chạy trốn. Bởi vì, bàn tay lớn kia khí tức, cho bọn hắn một loại không cách nào chống lại cảm giác. Bọn hắn tự thân linh giác nói cho bọn hắn, nếu là ngạnh kháng, sẽ thân tử đạo tiêu. Nửa bước vũ trụ phản ứng cấp tốc, nhưng y nguyên có mấy cái nửa bước vũ trụ, phản ứng chậm một bước. Trong đó, Hỗn Khư Trận Doanh hai cái nửa bước vũ trụ, hơi chậm một bước, bị đại thủ bao phủ đi vào, đại thủ tựa hồ có loại hấp lực, đem bọn hắn hút vào lòng bàn tay. Bàn tay đè xuống, hai cái nửa bước vũ trụ kêu thảm một tiếng, thân thể nổ bể ra tới. Còn có một người tương đối không may, đó chính là Ngư Hoàng. Ngư Hoàng tốc độ phản ứng, cũng hơi chậm một tia, nhưng so Hỗn Khư Trận Doanh chủ kia 2 cái rưỡi bước phải nhanh, cho nên khó khăn lắm chạy ra bàn tay phạm vi, đáng tiếc, vẫn là bị bàn tay biên giới cương phong quét trúng, một đoạn cái đuôi nổ bể ra tới. Ngư Hoàng kinh hoàng thất sắc chạy về đến Lục Minh bọn người bên người, sắc mặt tái nhợt, phần đuôi thiếu một đoạn, chỉ có thể liên tục nuốt tiên dược dịch chữa thương. Mà lúc này, Hỗn Khư Trận Doanh hai cái nửa bước vũ trụ, lại lâm vào nguy cơ. Vừa rồi, hai vị nửa bước vũ trụ nổ bể ra đến, nhưng cũng không có hoàn toàn chết đi, nhanh chóng khôi phục lại, sau đó thiêu đốt tiên lực, thiêu đốt áo nghĩa, muốn lao ra. Nhưng bàn tay bắt đầu khép lại, lực lượng hủy diệt hạo đáng, muốn đem bọn hắn triệt để luyện hóa. Cứu lấy chúng ta, mau cứu ta. Hai cái nửa bước vũ trụ hoảng sợ kêu cứu. Nhưng là, Hỗn Khư Trận Doanh những cái kia nửa bước vũ trụ, nào dám xuất thủ. Đùng chút, đại thủ khép lại, hai cái nửa bước vũ trụ, triệt để không có khí tức. Oanh! Ngay sau đó, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức xông ra, Bỉ Ngạn đại vũ trụ tòa nào đó đại sơn nổ tung, một thân ảnh phóng lên tận trời, đứng ở hư không bên trong, khí thế mạnh mẽ, đã đem Lục Minh mỗi người khóa chặt. Vũ trụ cảnh! Lục Minh sắc mặt nặng nề. Người này khí tức, kinh khủng vô biên, thậm chí còn tại hồn nhất hạc phía trên. Đây tuyệt đối là chân chính vũ trụ cảnh, không phải âm tà đại vũ trụ vì kia Khấp Hoàng có thể so. Khấp Hoàng, chỉ là mượn hồng hoang nhân tộc huyết nhục linh hồn, một chân bước vào vũ trụ cảnh. Nhưng một chân bước vào, trên bản chất vẫn là không có bước vào, cùng nửa bước vũ trụ không khác, chỉ là so nửa bước vũ trụ, nhiều đi về phía trước nửa bước mà thôi. Không có bước vào, cùng bước vào, cách biệt một trời. Lục Minh vạn vạn không nghĩ tới, Bỉ Ngạn đại vũ trụ, thế mà ẩn núp một tôn chân chính vũ trụ cảnh. Nhìn tình huống, người này trước đó tiềm phục tại Bỉ Ngạn nơi sâu xa của đại lục, là từ sâu trong lòng đất xông ra. Ngươi là Tiết Vũ Trụ. Hỗn Khư Vô Cực khiếp sợ giống to. Hiện trường, một chút nghe qua Tiết Vũ Trụ chi danh, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiết Vũ Trụ, lại là Tiết Vũ Trụ, không nghĩ tới, hắn còn sống, hơn nữa còn thật đột phá đến vũ trụ cảnh. Thượng Thanh Lão Tổ, tự lẩm bẩm. Ngươi nghe qua người này chi danh? Lục Minh hỏi. Nhìn thấy Lục Minh sắc mặt coi như bằng vào, Thượng Thanh Lão Tổ, Nghĩ Đế, Ngư Hoàng đám người tâm, cũng bình tĩnh trở lại. Bọn hắn thế nhưng là biết, Lục Minh cũng thân có vũ trụ cảnh lực lượng. Tự nhiên nghe qua, năm đó còn giao thủ qua, người này tồn tại tuế nguyệt, không có Khấp Hoàng xa xưa như vậy, cùng ta là cùng một cái niên đại nhân vật, nhưng kinh tài tuyệt diễm, năm đó ta, còn lâu mới là đối thủ của người nọ. Thượng Thanh Lão Tổ gật đầu nói, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất tại hồi ức năm đó tràng cảnh. Nghe nói, Tiết Vũ Trụ ra đời thời điểm, trời sinh dị tượng, vũ trụ hải ngàn vạn vũ trụ cộng minh, lấy hình chiếu phương thức, tại đỉnh đầu hắn hiện, cho nên, đặt tên là Tiết Vũ Trụ. Người này tu luyện về sau, liền triển lộ ra không có gì sánh kịp thiên phú, đem ngàn vạn thiên kiêu dẫm tại dưới chân, liền ngay cả thiên tri tộc yêu nghiệt, đều không phải là đối thủ của người này. Cuối cùng, đạt tới nửa bước vũ trụ về sau, càng là đánh khắp đồng cấp vô địch thủ, danh xưng âm giới vũ trụ cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Kinh người nhất là, người này tuần tự 3 lần xung kích vũ trụ cảnh, 3 lần thất bại, nhưng đều không chết, đằng sau bước vào mênh mông hỗn độn, hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới, hắn đã thành công, hơn nữa còn giấu ở Bỉ Ngạn nơi sâu xa của đại lục. Nghĩ Đế đi theo giải thích, người này tồn thế niên đại đó, mạnh hơn Minh Hoàng, người này nếu không biến mất, Minh Hoàng chưa chắc có lớn như vậy thanh danh. Hỗn độn nặng số không cũng gật đầu nói. Tiết Vũ Trụ tồn tại niên đại, còn lâu mới có được Khấp Hoàng xa xưa như vậy, cho nên không ít cổ lão một chút nửa bước vũ trụ, đều nghe qua người này, thậm chí gặp qua. Tiết Vũ Trụ xuất hiện, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mờ mịt tứ phương, nhìn xem rách nát không chịu nổi Bỉ Ngạn đại lục, lại nhìn về phía Lục Minh bọn người, tựa hồ minh bạch cái gì, khe khẽ thở dài, nghĩ không ra, ta Bỉ Ngạn đại vũ trụ, cuối cùng sẽ bại thảm như vậy, cũng không nghĩ ra, âm giới thế mà lại cùng dương gian tiến tới cùng nhau. Cái đó là, Tiết Vũ Trụ lão tổ tông, một vị truyền kỳ cường giả, ta đã từng nhìn qua chân dung của hắn. Bỉ Ngạn đại vũ trụ, có sinh linh nhận ra Tiết Vũ Trụ. Chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi. Bỉ Ngạn vũ trụ rất nhiều sinh linh gieo hò, phi thường phấn chấn. Nhưng không phải tất cả mọi người như thế, có chút sinh linh thân nhân lúc trước vẫn lạc, bi phẫn muốn tuyệt, hét lớn, nếu là truyền kỳ cường giả, vì cái gì trước đó trốn tránh không hiện thân, để nhiều người như vậy chết thảm, bây giờ người đều sắp chết hết, vũ trụ đều nhanh hủy, trở ra thì có ích lợi gì. Điểm này, Lục Minh mấy người cũng kỳ quái. Tiết Vũ Trụ, đã sớm đột phá đến vũ trụ cảnh, vì cái gì một mực không hiện thân, muốn chờ muộn như vậy, Bỉ Ngạn vũ trụ đều nhanh hủy diệt mới xuất hiện. Lấy Tiết Vũ Trụ chi năng, nếu là tại thiên tri tộc tự phong thời điểm liền hiện thân, đã sớm dẫn đầu Bỉ Ngạn đại vũ trụ đánh bại hỗn khư đại vũ trụ, thống nhất âm giới thậm chí toàn bộ vũ trụ hải, cũng không có hồn nhất hạc chuyện gì. Ai? Tiết Vũ Trụ thở dài một tiếng, thanh âm ung dung vang lên, thiên tri tộc, sẽ không cho phép cái khác vũ trụ chủng tộc khác, xuất hiện chân chính vũ trụ cảnh, ta nếu không đem tự thân triệt để phong ấn tại Bỉ Ngạn nơi sâu xa của đại lục, ngăn cách khí tức cùng hết thảy cảm giác, chắc chắn bị thiên tri tộc cường giả phát giác được, vậy ta, sớm đã bị diệt sát. Nếu không phải Bỉ Ngạn vũ trụ có hủy diệt nguy hiểm cơ, ta cũng sẽ không cảm giác được. Thanh âm bên trong, mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhưng cũng để đám người minh bạch, Tiết Vũ Trụ, vì cái gì có bá tuyệt thiên hạ thực lực, lại giấu ở Bỉ Ngạn nơi sâu xa của đại lục không dám ra. Nguyên lai, là kiêng kỵ thiên tri tộc, cho nên đem mình tự phong, tránh né thiên tri tộc cường giả cảm giác. Đoán chừng, thiên tri tộc cường giả vẫn lạc, Thương Thiên cùng Hoàng Thiên tự phong, hắn cũng không biết. Thẳng đến Bỉ Ngạn đại vũ trụ sắp hủy diệt, mới bị hắn cảm giác được. Tin tưởng, Bỉ Ngạn đại vũ trụ, cũng không người nào biết Tiết Vũ Trụ vẫn còn, đồng thời đã đạt đến vũ trụ cảnh. Vũ trụ cảnh, thủ đoạn cao thâm mặt chắc, nếu là có người biết Tiết Vũ Trụ tin tức, nói không chừng thiên tri tộc vũ trụ cảnh, liền có thể từ cái này nhân thân bên trên biết cụ thể bí mật. Nghe được Tiết Vũ Trụ, Bỉ Ngạn đại vũ trụ sinh linh, cũng an tĩnh lại. Có ít người, vẫn có thể lý giải Tiết Vũ Trụ bất đắc dĩ. Bất quá, ta đã hiện thân, thù này, khẳng định là phải báo đích, các ngươi toàn bộ lưu lại đi. Tiết Vũ Trụ trong mắt, bắn ra cường thịnh sát cơ. Không tốt, mau lui lại. Hỗn khư vô cực bọn người cảm thấy không lành, gầm nhẹ một tiếng, phải nhanh chóng lui lại. Nhưng Tiết Vũ Trụ nâng lên một cái tay, đối phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, hư không bên trong, vô số lưỡi dao nổi lên. Diệt tiên chi nhận. Toàn bộ đều là diệt tiên chi nhận, mỗi một đạo diệt tiên chi nhận, uy năng đều cực kỳ kinh người, có thể uy hiếp được nửa bước vũ trụ. Số lượng, tối thiểu có mấy ngàn nói. Bá bá bá. Lít nha lít nhít diệt tiên chi nhận, hướng về Lục Minh bọn người bay tới, vỡ vụn hư không, tốc độ kinh người, căn bản là không có cách né tránh. Xong. Hỗn khư trận doanh những cái kia nửa bước vũ trụ, trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Vũ trụ cảnh, không thể địch nổi, chiến lược vượt qua nửa bước vũ trụ nhiều lắm. Có thể nói như vậy, vũ trụ cảnh, đã là một cái khác cấp độ, trường khống lực lượng, đã không phải là tiên lực, mà là một loại khác càng mạnh cao cấp hơn lực lượng. Chân thực chi lực, cho dù là dương gian đám người, trong lòng cũng nặng dị thường. Chỉ là vừa ra tay, bọn hắn cũng cảm giác ra, Tiết Vũ Trụ mạnh hơn hồn nhất hạc, mà lại mạnh không ít. Lục Minh, có thể ngăn cản sao? Người này rất mạnh, xem ra, nhất định phải ta tự mình xuất thủ. Bùn đất đường chỗ sâu, truyền đến Diệp Thanh thanh âm, đón lấy, một đạo thanh quang lóe lên, từ Lục Minh trên thân xông ra. Chính là Diệp Thanh. Diệp Thanh hiện thân, phất tay, khắp thiên kiếm chỉ riêng xông ra, đem mấy ngàn đạo diệt tiên chi nhận toàn bộ ngăn trở. Lại một tôn vũ trụ cảnh. Lục Minh trên thân, quả nhiên ẩn giấu đi một tôn vũ trụ cảnh. Là ai? Hỗn khư trận doanh những cao thủ kia, toàn bộ ánh mắt rơi trên người Diệp Thanh, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này y nguyên chấn kinh. Vũ trụ cảnh a. Trước kia, chỉ có thiên tri tộc mới có loại tồn tại này, mà bây giờ, thiên tri tộc bên ngoài, lại xuất hiện hai tôn, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Diệp Thanh, là ngươi, ha ha ha, ta liền biết là ngươi. Một đạo cười to truyền ra. Nói chuyện, là Yến Hành. Yến Hành lần này, cũng đi theo Lục Minh bọn hắn xuất chiến, giờ phút này nhìn thấy Diệp Thanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Diệp Thanh, nghe được cái tên này, rất nhiều trong lòng người rung mạnh, trong đầu, không khỏi hiện ra năm đó hình tượng. Diệp Thanh, cùng những này nửa bước vũ trụ so sánh, niên kỷ cũng không tính lớn, chỉ có thể coi là hậu bối. Năm đó Diệp Thanh quật khởi, kinh tài tuyệt diễm, cũng là kinh diễm một thời đại, bọn hắn há có thể không biết. Năm đó âm giới chư vương xâm lấn hồng hoang, chính là vì Diệp Thanh. Bất quá, bọn hắn coi là, Diệp Thanh đã sớm chết, không nghĩ tới, lại xuất hiện lúc, thế mà đã là vũ trụ cảnh. Diệp Thanh, Tiết Vũ Trụ. Hai người này phân biệt tại riêng phần mình niên đại, đều là kinh diễm một thời đại tồn tại, lực áp thiên tri tộc, đồng cấp vô địch thủ. Bây giờ, hai người phá vũ trụ, đứng đối mặt nhau, khí tức kinh khủng, tại hư không va chạm, hình thành vô tận áp lực, để nửa bước vũ trụ đều không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới, trừ ta ra, thế gian còn có người thành công đột phá, khó trách các ngươi có thể đánh tới nơi này, rất tốt, ta cũng không trở thành tịch mịch không đối thủ. Tiết Vũ Trụ, lộ ra cường thịnh chiến ý. Vũ trụ cảnh thủ đoạn khó lường, vừa rồi, hắn đã từ bỉ ngạn đại vũ trụ chúng sinh linh trong tư tưởng, biết những năm này vũ trụ hải phát sinh sự tình, cũng biết, thiên tri tộc đã sớm tự phong. Bây giờ vũ trụ cảnh, chỉ có hắn cùng Diệp Thanh. Diệp Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú Tiết Vũ Trụ, nói, ta cùng thiên tri tộc vũ trụ cảnh giao thủ qua, còn chưa hề cùng thiên tri tộc bên ngoài vũ trụ cảnh giao thủ qua, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Thanh cũng tràn ngập cường thịnh chiến ý, hắn đã thật lâu không có chân chính xuất thủ qua. Ha ha ha, cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nơi này quá chật hẹp, không tiện xuất thủ, chúng ta đi bên ngoài đánh đi. Tiết Vũ Trụ cười to, chiến ý cùng sát ý bắn ra, vũ trụ hàng rào tự động vỡ ra. Vù vù. Diệp Thanh cùng Tiết Vũ Trụ, đồng thời khởi hành, xuyên qua vũ trụ hàng rào, xuất hiện tại hỗn độn hư không bên trong. Oanh! Bọn hắn vừa xông vào hỗn độn hư không, liền va chạm một chiêu, tựa như một cái đại vũ trụ tại hỗn độn hư không nổ tung, ma diệt vô tận hỗn độn chi khí, nhấc lên đáng sợ hỗn độn phong bạo, cho dù cách nhau rất xa, bỉ ngạn đại vũ trụ, đều phát sinh rung động dữ dội. Vũ trụ cảnh tồn tại, thật là đáng sợ, nhưng tùy tiện hủy diệt đại vũ trụ, bọn hắn nếu là tại bỉ ngạn đại vũ trụ khai chiến, sẽ tùy tiện đem bỉ ngạn vũ trụ hủy diệt. Diệp Thanh cùng Tiết Vũ Trụ, cũng cố ý rời xa bỉ ngạn đại vũ trụ, hai người giao thủ một chiêu về sau, bay về phía càng xa hỗn độn hư không, tại càng xa hỗn độn hư không giao phong. Đi ra xem một chút. Lục Minh đạo, nhanh chóng rời đi, thối lui ra khỏi bỉ ngạn vũ trụ. Cái khác nửa bước vũ trụ, cũng nhao nhao rời đi, muốn quan chiến. Vũ trụ cảnh giao phong, bọn hắn trước đây chưa từng gặp, đây là cơ hội khó được, có lẽ, có thể tại hai tôn vũ trụ cảnh giao phong bên trong, đạt được linh cảm, để bọn hắn bước ra một bước cuối cùng. Bất quá, bọn hắn không dám tới gần, chỉ dám cách nhau rất xa, quan sát từ đằng xa. Bất quá, khoảng cách xa nhau quá xa, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, tại xa xôi hỗn độn trong hư không, từng đạo sáng chói hào quang, xé rách hỗn độn hư không, ma diệt hỗn độn chi khí, tác động đến vô tận khoảng cách. Quá kinh khủng, phảng phất có hai tôn vô thượng tồn tại, tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa. Trong lòng mọi người, đều cảm nhận được vô tận áp lực, phía sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đây mới thật sự là vũ trụ cảnh, không thể địch nổi cường giả. Tương đối mà nói, hồn nhất hạc muốn so hai người yếu rất nhiều, có thể hình dung là yếu nhất vũ trụ cảnh. Lục Minh vận chuyển yêu vương đế văn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai thân ảnh tại giao phong, lại cụ thể liền thấy không rõ. Đám người chờ đợi lo lắng, bọn hắn đều hy vọng Diệp Thanh có thể thắng. Bởi vì, một khi Tiết Vũ Trụ thủ thắng, vậy bọn hắn đều không có kết cục tốt, đối với bỉ ngạn vũ trụ tới nói, bọn hắn đều là người xâm nhập, Tiết Vũ Trụ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trận này đại chiến, trọn vẹn tiến hành mười mấy phút. Sau đó, hào quang biến mất, hủy thiên diệt địa động tĩnh cũng đã biến mất. Kết thúc, đến cùng ai thắng? Chẳng lẽ lại phải có vũ trụ cảnh vẫn lạc? Bạch, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bỉ ngạn đại vũ trụ phụ cận. Là Tiết Vũ Trụ. Chẳng lẽ Diệp Thanh bại? Rất nhiều trong lòng người phát lạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá, Tiết Vũ Trụ cũng không có đối bọn hắn động thủ, mà là xông vào đến bỉ ngạn trong vũ trụ. Sau đó, một thanh âm vang lên, bỉ ngạn vũ trụ, hiện tại rút lui, từ đây tự phong, cùng cái khác vũ trụ lại không liên quan. Tiếp theo chút, bỉ ngạn vũ trụ bắt đầu di chuyển nhanh chóng, xuyên qua hỗn độn, bay về phía nơi xa. Sau đó, một đạo thanh quang lóe lên, đám người mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, bay vào Lục Minh trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Là Diệp Thanh. Đám người minh bạch, là Diệp Thanh thắng, không phải, Tiết Vũ Trụ, không có khả năng dễ dàng như thế rời đi. Đồng thời, bỉ ngạn đại vũ trụ muốn tự phong, cùng cái khác vũ trụ lại không liên quan. Phải biết, bỉ ngạn đại vũ trụ dưới trướng, vẫn là có rất nhiều nhỏ một chút vũ trụ, hiện tại, Tiết bỉ ngạn ý tứ rất rõ ràng, những này nhỏ một chút vũ trụ, hắn không quản được, mặc cho đám người xử trí. Nếu không phải bại, tuyệt sẽ không như thế. Hỗn khư trận doanh người vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Diệp Thanh chiến lực, thâm bất khả chắc, ngay cả truyền kỳ cường giả Tiết Vũ Trụ cũng không là đối thủ, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Vui chính là, Tiết Vũ Trụ rút đi, bọn hắn được cứu. Đồng thời, Lục Minh cũng từ Diệp Thanh nơi đó xác nhận, Diệp Thanh hoàn toàn chính xác thắng. Nhưng cũng không phải là nghiền ép, thắng cũng không nhẹ nhõm. Diệp Thanh lời nói, hắn mặc dù dùng hai khối vũ trụ cảnh thần long lột xác, khôi phục vũ trụ cảnh tu vi, nhưng cũng không có khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong tiêu chuẩn. Hỗn khư vô cực, bây giờ bỉ ngạn trận doanh đã giải quyết, đến tiếp sau sự tình, liền giao cho các ngươi, cáo tử. Lục Minh liền ôm quyền. Lần này, đa tạ Lục Đình chủ tương trợ. Nghe được Lục Minh muốn đi, hỗn khư vô cực lộ ra tiếu dung, vội vàng ôm quyền đáp lại. Về phần trước đó Lục Minh chép âm tà đại vũ trụ, Minh Hà đại vũ trụ cùng hư không đại vũ trụ hang ổ một chuyện, hắn sách cũng không dám sách, miễn cho phức tạp. Hắn hiện tại muốn nhất, chính là nhanh lên đưa tiến Lục Minh bọn người, sợ Lục Minh bọn người đổi ý, nhúng tay âm giới sự tình. Có Diệp Thanh tại, cho dù Lục Minh muốn nhất thống âm giới, bọn hắn cũng không dám phản đối. Lục Minh, Đường Phong bọn người, không có dừng lại, trực tiếp trở về Dương Gian. Không phải bọn hắn không muốn nhúng tay âm giới, mà là không cần thiết. Đằng sau kết thúc công việc, liền giao cho âm giới người là được rồi. Mà lại, bọn hắn còn có nhân vương hiên viên, đây là chuẩn bị ở sau, chờ âm giới đi vào quỹ đạo chi thủ, liền có thể bắt đầu bố trí. Hủy diệt bỉ ngạn trận doanh, bỉ ngạn đại vũ trụ rút đi tự phong, toàn bộ vũ trụ hải, rốt cục bình ổn xuống tới, đã không còn đại chiến, tiến vào khôi phục thời kỳ phát triển. Hồng hoang vũ trụ, bây giờ trở thành Dương Gian hạch tâm. Một tòa cự đài trên bình đài, người đông nghìn nghịt. Bởi vì, hôm nay, là Diệp Thanh giảng đạo thời gian. Diệp Thanh trải qua cùng Tiết Vũ Trụ sau đại chiến, liền không ở Lục Minh trên thân ẩn tàng, lấy chân thân hiện thế. Bây giờ, toàn bộ Dương Gian, thậm chí toàn bộ vũ trụ hải, đều biết hồng hoang vũ trụ có một tôn vũ trụ cảnh chân chính đế hoàng tọa trấn. Đây mới thật sự là tiên đế, tiên hoàng, tiên đế giảng đạo, đây là trên đời hiếm thấy cơ duyên, toàn bộ Dương Gian, vô số người đến đây nghe đạo. Đương nhiên, không phải ai đều có tư cách tới nghe đạo, trước khi đến, đã sớm trải qua trùng điệp sàng chọn. Ngồi tại phía trước nhất, là Dương Đình hơn 10 vị nửa bước vũ trụ. Sau đó chính là hồng hoang vũ trụ bản vũ trụ người, như Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Mục Lan, Hoàng Linh, Phao Phao bọn người, đều tại. Đằng sau, mới là cái khác vũ trụ người. Hiện trường yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người đang điều chỉnh trạng thái của mình, tận lực để cho mình trạng thái bảo trì đỉnh phong, tốt có thể tại nghe nói thời điểm, nhiều lĩnh ngộ một phần. Đạo đài chỗ cao, thanh quang thoáng hiện, Diệp Thanh hiện thân. Cung nghênh Thanh Đế. Đám người hét lớn, cùng kêu lên quỳ gối. Thanh Đế, đây là Dương Gian đám người cho Diệp Thanh lấy tôn hiệu. Mời ngồi. Diệp Thanh vung tay lên. Chúng nhân ngồi xuống, Diệp Thanh cũng bắt đầu giảng đạo. Trận này giảng đạo, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm, đám người nghe như si như say. Cho dù là Lục Minh, cùng nhau đi tới, con đường kiên cố, đã trùng tu mấy lần, dung hợp tất cả lối rẽ, nhưng một trận nghe đạo xuống tới, y nguyên cảm giác thu hoạch rất nhiều. Lại càng không cần phải nói những người khác, đơn giản như si như say. Có một số người, trước kia kẹt tại một cái bình cảnh khó mà đột phá, hiện tại, thế mà bắt đầu đột phá. Trận này giảng đạo, đầy đủ đám người tiêu hóa rất nhiều năm. Một tháng sau, Lục Minh trụ sở, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Mục Lan, Hoàng Linh, còn có Lục Thần Hoang, Lục Trì, cộng thêm Phao Phao, Đán Đán cùng Vạn Thần, cuối cùng còn có Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly hai cái này thân truyền đệ tử, hết thảy 12 người tề tụ. Hôm nay, Lục Minh dự định đem một cái cửu biến tiên vương lột xác, phân cho đám người. Lúc trước, hắn tại cái kia không biết trong vũ trụ, đạt được một kiện cửu biến tiên vương lột xác cùng một kiện nửa bước vũ trụ lột xác. Đây đều là bảo vật khó được. Bây giờ, Lục Minh trên tay, mặc dù không thiếu tiên vương huyết nhục cùng nửa bước vũ trụ huyết nhục. Nhưng huyết nhục cùng lột xác là hai khái niệm. Lột xác chính là trải qua tuế nguyệt biến thiên, cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành, hội tụ sinh linh kia sinh mệnh tinh hoa, vô cùng thuần túy, tốt hơn hấp thu luyện hóa. Nửa bước vũ trụ lột xác, đối với xung kích vũ trụ cảnh, đều có nhất định tác dụng. Đương nhiên, có bao nhiêu tác dụng, liền không nói được rồi. Cửu biến tiên vương lột xác, năng lượng cực kỳ hùng hậu, lấy Tạ Niệm Khanh bọn người tu vi hiện tại, một người khẳng định khó có thể chịu đựng. Cho nên, Lục Minh dự định đem cửu biến tiên vương lột xác, chia làm 12 phần. Chia 12 phần, lấy đám người tu vi, tăng thêm Lục Minh bảo vệ, hẳn là có thể chịu nổi. Lục Minh phụ mẫu, còn có Trang Tiểu Sơn bọn người, đều lấy thành tiên quả thành tiên, đằng sau tiến bộ sẽ không lớn, căn bản không dùng được tiên vương lột xác. Mà cái này 12 người, có thể nói là cùng Lục Minh quan hệ gần nhất 12 người. Có thân nhân, có người yêu, có đệ tử, có huynh đệ, có trải qua sinh tử bằng hữu. Nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách, càng lúc càng lớn, đại đa số người, có thể sẽ tiềm lực hao hết, cả đời đều khó mà bước vào tiên vương cảnh. Lục Minh không nghĩ như thế. Lấy hắn tu vi hiện tại, nhất định có thể cải biến đây hết thảy. Cửu biến tiên vương lột xác, có thể vì đám người đánh xuống kiên cố nhất cơ sở, cũng có thể để đám người tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại chân tiên chi cảnh không ngừng thuế biến, gia tăng đột phá tiên vương tỷ lệ. Nhưng, cũng chỉ có thể gia tăng tỷ lệ mà thôi, chưa hẳn thật có thể đột phá. Lục Minh kế hoạch, chờ đám người tu vi đạt tới chân tiên đỉnh phong thời điểm, lại đem kia một khối nửa bước vũ trụ lột xác chia làm 12 phần, dung nhập 12 người thể nội, dạng này, đám người nhất định có thể đột phá tiên vương cảnh. Thậm chí, sẽ không dừng bước cùng ngũ biến tiên vương. 12 người ngồi xếp bằng, trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó, Lục Minh đem khối kia cửu biến tiên vương xuất ra, tiên lực bao phủ, rất dễ dàng liền đem lột xác chia làm 12 phần. Vung tay lên, 12 khối lột xác bay vào 12 người thể nội, năng lượng cường đại, tại 12 người thể nội bộc phát. Bất quá, có Lục Minh bảo vệ, 12 người cũng không có nguy hiểm, đang nhanh chóng dung hợp lột xác. Đảo mắt, một tháng sau. Oanh! Tạ Niệm Khanh dẫn đầu dung hợp thành công, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, đồng thời khí tức càng ngày càng cao. Muốn đột phá, Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Tạ Niệm Khanh nguyên bản tu vi, là nhị biến chân tiên. Giờ phút này, muốn đột phá đến tam biến chân tiên. Mấy trăm vạn năm thời gian, tu luyện tới nhị biến chân tiên, so sánh lên Lục Minh tới nói, tự nhiên không tính là gì, lộ ra tương đối chậm. Nhưng kỳ thật, cái tốc độ này đặt ở vũ trụ hải trung, đều xem như cực nhanh, cùng đỉnh cấp yêu nghiệt không cách nào so, nhưng cũng coi như được thần tốc. Theo Tạ Niệm Khanh đột phá, Thu Nguyệt cũng theo sát phía sau, dung hợp thành công, đồng thời tu vi cũng đột phá, đồng dạng bước vào tam biến chân tiên. Ngoại trừ Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, những người khác cũng nhất nhất dung hợp thành công, nhưng cũng không đột phá. Nhưng tin tưởng không bao lâu, tất cả mọi người sẽ từng cái đột phá. Cửu biến tiên vương lột xác, cực kỳ khó được, hiếm thấy trên đời, cho dù thiên tri tộc cũng không dễ dàng lấy ra, nhưng so sánh Lục Minh trước kia dùng hỗn độn dịch, tiên biến thạch tốt hơn nhiều. Sau đó, Lục Minh lại đi gặp Cốt Ma. Cốt Ma tu vi, dần dần bị đám người rơi xuống, đến nay còn không có thành tiên. Cốt Ma tiền thân, chính là hồng hoang vũ trụ một vị cường giả chiến tử hư thối sau xương cốt sinh ra linh trí mà thành, vị cường giả kia, thực lực cũng không phải là rất mạnh, hẳn không có thành tiên. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới bảo lưu lại xương cốt, ra đời linh trí, tiềm lực cuối cùng có hạn. Lục Minh muốn thử xem, từ hài cốt đại vũ trụ đạt được cái kia cốt châu, đối Cốt Ma có hữu dụng hay không. Lục, đình chủ. Nhìn thấy Lục Minh, Cốt Ma thi lễ một cái. Già xương, cùng ta còn tới bộ này. Lục Minh đập Cốt Ma một chút. Cốt Ma nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi xem một chút cái này đối ngươi có hữu dụng hay không. Lục Minh lấy ra cái kia cốt châu. Cốt Ma vừa nhìn thấy cốt châu, lập tức liền ngây ngẩn cả người, trực câu câu nhìn chằm chằm, trong hốc mắt hai đoàn hồn hỏa, kịch liệt nhảy lên. Sau đó tựa như là mê muội, hướng về cốt châu đi đến. Lục Minh tinh thần cao độ tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn có thể lập ngựa xuất thủ. Thật kỳ diệu cảm giác, ta cảm giác, hạt châu này, đối ta có chí mạng lực hấp dẫn, phảng phất liền có thể hùng bá thiên hạ, Cốt Ma tự lẩm bẩm. Già Sương, đây là ảo giác, ổn định tâm thần. Lục Minh hét lớn, thúc giục tiên hồn, chấn động Cốt Ma linh hồn. Cốt Ma thân thể run lên, tựa hồ thanh tỉnh lại, sau đó một đôi cốt chảo lăng không một chảo, cốt châu bên trong, lập tức bay ra một sợi đen nhánh năng lượng, bay về phía Cốt Ma, bị Cốt Ma chộp trong tay, tiếp lấy vờn quanh Cốt Ma quanh thân. Cốt Ma lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa kia một sợi năng lượng. Mấy ngày sau, kia một sợi năng lượng thành công bị luyện hóa, Cốt Ma thân thể phát sinh biến đổi lớn, từng tầng bột xương từ Cốt Ma nguyên bản trên thân chóc ra, một bộ mới tinh khung xương xuất hiện. Cốt Ma khí tức cường đại một đoạn, có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ta muốn độ kiếp rồi. Cốt Ma quát nhẹ, khí tức tất cao, sau đó thiên kiếp giáng lâm. Cốt Ma nguyên bản đạt đến bát kiếp chuẩn tiên, mà bây giờ là lần thứ 9 tiên kiếp. Cốt Ma hấp thu một sợi cốt châu năng lượng, hoàn thành thuế biến, khung xương mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, linh hồn cũng lớn mạnh một đoạn, lần thứ 9 tiên kiếp, căn bản không làm gì được hắn. Không lâu sau đó, Cốt Ma thành công độ kiếp, trở thành cửu kiếp chuẩn tiên. Rốt cục cửu kiếp chuẩn tiên, chỉ cần gõ mở tiên quan, chính là tiên đạo. Cốt Ma hồn hỏa nhảy lên, có chút hưng phấn. Năm đó cùng Lục Minh cùng một chỗ phấn chiến những người kia, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Mục Lan những này cùng Lục Minh quan hệ người thân cận không nói, cái khác như Vạn Thần, Đán Đán, Phào Phào, Đường Quân các loại, đều đã sớm thành tiên. Còn có Tạ Loạn, Yên Cuồng Đồ, Hạ Cửu Dương các loại, cũng đều chứng đạo thành công. Những người này nói đến, đều là hắn hậu bối, nhưng bây giờ thành tựu, đã sớm siêu việt hắn. Cái này khiến tâm tình của hắn rất là phức tạp. Hắn hiện tại, rốt cục cũng sắp chứng đạo thành công. Cái này cốt châu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ là hấp thu một sợi năng lượng mà thôi, liền hoàn thành thuế biến, thực hiện to lớn tiến hóa. Đối với hắn mà nói, đây là vô giới chi bảo. Lục Minh, ta cảm giác có cái này cốt châu tại, tu vi của ta, có thể đột nhiên tăng mạnh, thành tiên không đáng kể, cho dù là trở thành tiên vương, cũng có thể. Cốt Ma nói, ngươi nhất định có thể thành tiên vương. Lục Minh cười nói, Lục Minh thế nhưng là biết, cái này cốt châu, hơn phân nửa thành tựu Hài Cốt Đại Vũ Trụ. Hài Cốt Đại Vũ Trụ, thế nhưng là âm giới xếp hạng thứ 7 đại vũ trụ, đừng bảo là tiên vương, nửa bước vũ trụ, đều có mấy vị. Cho nên, cốt châu tiềm lực, tự nhiên không thể nào là tiên vương. Đương nhiên, cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, vẫn là phải nhìn chính Cốt Ma. Già Sương, vậy cái này cốt châu, liền tạm thời lưu cho ngươi tu luyện, bất quá ngươi phải cẩn thận, không nên bị cốt châu mê hoặc tâm trí. Lục Minh căn dặn, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cốt Ma gật đầu, ừ, có việc, lập tức cho ta biết. Lục Minh nói, nhưng Lục Minh vẫn là không yên lòng, tìm đến một vị tinh thông trận pháp nửa bước vũ trụ cường giả, tại Cốt Ma nơi ở chung quanh, bày ra một tòa trận pháp cường đại. Trận pháp có phòng ngự chi năng, nhưng phòng ngự cốt châu xuất hiện dị dạng, mà Cốt Ma nếu là gặp được nguy hiểm, trận pháp cũng có thể kịp thời đem hắn truyền tống đi. Cáo biệt Cốt Ma, Lục Minh lại đi ở giữa Cầu Cầu. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh cho Cầu Cầu ăn đại lượng tàn phá tiên binh, thậm chí có không ít hoàn hảo tiên binh. Cầu Cầu vẫn như cũ đang bế quan tiêu hóa, tranh thủ xung kích nửa bước vũ trụ. Dương gian, bởi vì Diệp Thanh xuất hiện, trở nên bền chắc như thép. Tiên Trùng Đại Vũ Trụ, Sơn Hải Đại Vũ Trụ, còn có cái khác một chút như trước kia Thánh Quang, Thần Hồn, Ngọc Thanh dưới chướng một chút Đại Vũ Trụ, vốn là có một ít dị tâm, bởi vì Diệp Thanh kia một tia dị tâm, cũng biến mất không còn một mảnh. Dương gian, bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lại, Lục Minh đem Dương gian phần lớn tu luyện thánh địa, đều đối ngoại mở ra, phàm là có thiên phú, đều có thể tiến vào những cái kia tu luyện thánh địa tu luyện. Đương nhiên, tỉ như tạo vật tiên khuyết bên trong không có chữ bia đá, cũng không đối ngoại mở ra, chỉ đối hồng hoang vũ trụ thiên kiêu mở ra. Còn có, đất luân hồi, chỉ rất đúng số ít người thiên phú cực mạnh người hữu dụng. Các đại vũ trụ thực lực tổng hợp, đang không ngừng tăng lên. Đặc biệt là hồng hoang vũ trụ, tăng lên nhanh nhất. Trước kia, hồng hoang vũ trụ chỉ là mũi nhọn lực lượng lợi hại, thực lực tổng hợp không được, thiếu khuyết bên trong cấp cao cao thủ. Bây giờ, theo thiên kiêu không ngừng toát ra, cao thủ càng ngày càng nhiều, chân tiên số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tiên vương vẫn là rất ít. Tiên vương, dù sao không phải tốt như vậy thành tựu, cần thời gian đi tích lũy. Mà Lục Minh bọn hắn, còn có những người khác nhiệm vụ. Đoạn thời gian này đại chiến, bọn hắn thu hoạch rất lớn, chân tiên, tiên vương thậm chí nửa bước vũ trụ thi thể, cần bọn hắn đi luyện hóa. chỉ có luyện hóa hết trong đó có hại vật chất, mới có thể trở thành chân quý tài nguyên tu luyện. Bất quá, trước đó, bọn hắn còn có một việc muốn làm. Bọn hắn, từ Khấp Hoàng nơi đó, góp nhặt vô số hồng hoang nhân tộc máu cùng hồn. Bọn hắn muốn để hồng hoang nhân tộc máu về cố thổ, để hồng hoang nhân tộc hồn luân hồi chuyển thế. Máu, dễ xử lý, bọn hắn để cho người ta đem những cái kia huyết thủy, chiếu xuống hồng hoang vũ trụ các nơi, chậm rãi tan cùng hồng hoang đại lục bên trong. Mà những cái kia hồn, lại cần dùng đến đại lượng luân hồi vật chất. Cũng may, bọn hắn tại đất luân hồi, đạt được đại lượng luân hồi vật chất. Một tòa khổng lồ trận pháp, từ nhiều vị nửa bước vũ trụ cộng đồng bố trí, dùng để tịnh hóa oán khí. Những cái kia oan hồn, bị Khấp Hoàng tra tấn vô số năm, tích lũy quá nhiều oán khí quá nặng, là rất khó luân hồi chuyển thế. Đại trận bên ngoài, Diệp Thanh, Lục Minh, Đường Phong bọn người tề tụ. Lên! Lục Minh hạ lệnh, hết thảy 9 vị nửa bước vũ trụ, 18 vị cửu biến tiên vương đồng thời xuất thủ, thôi động trận pháp. Đón lấy, Lục Minh, Đường Phong bọn người, phân biệt tế ra khác biệt tiên binh, tỉ như Lục Minh tế ra chính là Thái Thượng Tiên Đỉnh. Mở ra Thái Thượng Tiên Đỉnh, vô số oan hồn bay ra, gào thét chỗ sung yếu hướng Lục Minh bọn người. Nhưng trận pháp khởi động, cường đại lực hấp dẫn, đem vô số oan hồn, hút vào trong trận pháp, tại trong trận pháp, những này oan hồn oán khí, đang không ngừng tiêu tán. Mấy ngày sau, vô số oan hồn oán khí, tiêu tán không sai biệt lắm, toàn thân tràn ngập bạch quang. Đón lấy, Lục Minh, Đường Phong bọn người, đem luân hồi vật chất, đánh vào trong trận pháp. Những này luân hồi vật chất, bị Lục Minh bọn hắn chia làm rất nhiều nhỏ phần. Những này oan hồn, phần lớn đều là người bình thường hoặc là tu vi thấp người tu hành, luân hồi chuyển thế, cần dùng đến luân hồi vật chất rất ít. Một người, một nhỏ phần là đủ rồi. Một tia luân hồi vật chất, bao lấy những này oan hồn, lập tức, những này oan hồn, phát ra sáng chói hào quang, đương hào quang biến mất về sau, những này oan hồn, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đều đi luân hồi chuyển thế. Luân hồi chuyển thế nguyên lý, là cái gì? Lục Minh nói nhỏ. Vừa rồi, Lục Minh đem yêu vương đế văn vận chuyển tới cực hạn, muốn thấu triệt luân hồi chuyển thế nguyên lý, nhưng là hắn cái gì cũng không có nhìn ra. Không biết, đây là tạo vật chủ nghiên cứu vật chất, chúng ta rất khó thấu triệt nguyên lý. Diệp Thanh cũng lắc đầu. Lục Minh lắc đầu cười một tiếng, không tại truy đến cùng. Việc quan hệ tạo vật chủ, không phải hắn hiện tại có thể liên quan đến. Chuyện này, xem như viên mãn giải quyết, tiếp xuống, chính là muốn luyện hóa những cái kia tiên đạo sinh linh huyết nhục. Đám người tán đi, mà Diệp Thanh, lại đơn độc lưu lại Lục Minh. Lục Minh, hồn nhất hạc thi thể, ngươi dự định xử trí như thế nào? Là luyện hóa hết có hại vật chất, hóa thành tinh khiết chi huyết, lưu lại chờ về sau đột phá sử dụng, hay là luyện chế thành chiến thể? Diệp Thanh hỏi. Chiến thể? Lục Minh nghi hoặc. Vũ trụ cảnh thi thể, là bảo vật vô giá, xưa nay hiếm thấy. Lục Minh nguyên bản định luyện hóa hết có hại vật chất, cho cần người dùng để xung kích vũ trụ cảnh. Tỷ như, Đường Phong, còn có chính hắn, Giao Hoàng, Yến Hành. Chiến thể kỳ thật cùng khôi lỗi tương tự, sau khi luyện thành, ngươi nhưng điều khiển, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, coi như không có hồn nhất hạc khi còn sống cường đại như vậy, cũng sẽ không kém quá xa. Diệp Thanh giải thích nói. Lục Minh không khỏi có chút tâm động, đây cơ hồ tương đương với một tôn vũ trụ cảnh chiến lực, mà lại là nhưng điều khiển tự nhiên, không có gì tâm chiến lực. Nhưng là, hắn lại không nỡ. Vũ trụ cảnh huyết nhục, nói không chừng có thể giúp bọn hắn xung kích vũ trụ cảnh a. Lục Minh, ngươi là muốn dùng đến vì về sau xung kích vũ trụ cảnh đi, bất quá ta nói cho ngươi, muốn đột phá vũ trụ cảnh, chỉ dựa vào vũ trụ cảnh huyết nhục, là rất khó thành công, vũ trụ cảnh huyết nhục, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến phụ đạo tác dụng. Vũ trụ cảnh đột phá, khó như lên trời, hồn nhất hạc có thể đột phá, không đơn thuần là dựa vào vũ trụ cảnh tinh huyết, bản thân hắn thiên phú, cũng là khoáng thế vô song, tăng thêm tích lũy vô tận tuế nguyệt, trọng yếu nhất chính là, hắn lấy nhiếp hình thuật, đem nhiều vị nửa bước vũ trụ biến thành mình thi khôi, những này thi khôi, cũng sẽ trả lại hồn nhất hạc, chờ hắn đột phá, nhiều loại nhân tố cộng lại, mới khiến cho hồn nhất hạc đột phá thành công. Mà ta, hoặc là tiết vũ trụ đột phá, đều không phải là dựa vào vũ trụ cảnh huyết nhục, muốn đột phá vũ trụ cảnh, càng nhiều, vẫn là dựa vào chính mình, ngươi hiểu chưa? Diệp Thanh chăm chú căn dặn. Nói như vậy, vũ trụ cảnh huyết nhục, không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Lục Minh nói. Đương nhiên, nếu là lấy vũ trụ cảnh huyết nhục, có thể tùy tiện liền có thể đột phá, kia thiên tri tộc vô tận tuế nguyệt xuống tới, liền không chỉ như vậy mấy vị vũ trụ cảnh. Diệp Thanh nói, tiền bối kia có cái gì đề nghị? Hồn Nhất Hạc, chính là tiền bối đánh giết, tiền bối muốn xử trí như thế nào đều có thể. Lục Minh gật đầu nói. Lục Minh tin tưởng, Diệp Thanh khẳng định so với hắn có kinh nghiệm hơn. Lục Minh, ngươi cảm thấy hiện tại vũ trụ hải, an toàn sao? Diệp Thanh không có trực tiếp trả lời Lục Minh vấn đề, mà là hỏi ngược lại một vấn đề như vậy. Bây giờ vũ trụ hải, an toàn sao? Lục Minh tự nói, lâm vào trầm tư. Mặt ngoài nhìn, bây giờ vũ trụ hải, an toàn, không có lực lượng có thể uy hiếp được hiện tại hồng hoang vũ trụ. Thương Thiên tộc cùng Hoàng Thiên tộc cường giả đỉnh cao, đều chết tại tạo vật tiên khuyết bên trong, còn thừa cao thủ không nhiều, đều tự phong đại vũ trụ. Mà Bỉ Ngạn đại vũ trụ, mặc dù có Tiết Vũ Trụ cái này một tôn cái thế cường giả, nhưng Tiết Vũ Trụ không phải là đối thủ của Diệp Thanh, bại vào Diệp Thanh chi thủ, bây giờ cũng tự phong. Toàn bộ vũ trụ hải, có Diệp Thanh trấn giữ hồng hoang vũ trụ, không người có thể địch. Nhưng thật như vậy sao? Thiên Chi tộc, liền thật dạng này rời khỏi lịch sử võ đài rồi. Lục Minh trong lòng đoán không được. Hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác, Thiên Chi tộc, sẽ không dễ dàng như vậy rời khỏi lịch sử võ đài. Còn có, hắn nghĩ tới lúc trước tại âm giới một mảnh hỗn độn lôi bạo bên trong, khi lấy được hỗn độn linh căn thời điểm, gặp một chút dáng người khôi ngô, trường khống lôi điện cự nhân. Những người kia, cũng không phải là đương kim vũ trụ hải đã biết bất kỳ chủng tộc nào. Những người kia, lai lịch khó lường, quy mô lớn không lớn. Giấu ở chỗ nào, còn có hay không mạnh hơn cường giả. Đây hết thảy, Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn. Vũ trụ hải, còn có không ít bí ẩn chưa có lời đáp. Lục Minh, nói thật cho ngươi biết, ta đoạn thời gian trước, bế quan thôi diễn qua tương lai, phát hiện tương lai hoàn toàn mơ hồ, nhưng mơ hồ cảm ứng được nguy cơ tại tới gần. Diệp Thanh biểu lộ nghiêm túc nói. Tiền bối, ngươi nhưng phát hiện, nguy cơ đến từ nơi nào? Lục Minh sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Vũ trụ cảnh tồn tại, thủ đoạn thông thiên triệt để, Diệp Thanh xuất thủ thôi diễn tương lai, cảm ứng được nguy cơ, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Nhất định là có nguyên nhân. Không có, tương lai thiên cơ hỗn loạn, rất khó thôi diễn, có thể tạo thành như thế tình huống, chỉ có một loại giải thích, tương lai, khẳng định có vũ trụ cảnh lực lượng tham dự, cho nên mới sẽ để thiên cơ hỗn loạn tương bừng, dẫn đến ta rất khó thôi diễn. Mà Tiết Vũ Trụ, không đủ gây sợ, cho nên tất nhiên có cái khác vũ trụ cảnh lực lượng tham dự, cho nên, ta thôi diễn xong sau, liền tài vũ trụ hải các nơi tra xét rõ ràng, quả nhiên có phát hiện. Diệp Thanh nói, phát hiện gì? Ta phát hiện, vũ trụ hải các nơi, bao quát tiên cấp chiến trường, từ đầu đến cuối bị một sức mạnh không tên bao trùm, loại lực lượng này, cực kỳ ẩn nấp đồng thời cường đại, huyền diệu không lường được, vũ trụ cảnh phía dưới, căn bản không phát hiện được, cho dù là ta, cẩn thận điều tra phía dưới, mới phát hiện một tia dị dạng, nhưng lại không thể bắt giữ, không cách nào thấu triệt. Diệp Thanh tiếp tục giải thích, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Ngay cả tiền bối đều không thể bắt giữ cùng thấu triệt. Chẳng lẽ là năm đó tạo vật chủ lưu lại lực lượng? Lục Minh nói, ta cũng hy vọng là tạo vật chủ lưu lại lực lượng, nhưng nếu không phải đâu. Diệp Thanh nói, vũ trụ hải, từ xưa đến nay, ngoại trừ tạo vật chủ, còn có cường đại như thế lực lượng, ngay cả tiền bối đều không thể bắt giữ. Lục Minh nhíu mày, thực sự không nghĩ ra. Ngoại trừ điểm này, ta còn phát hiện một điểm, tất cả chiến tử sinh linh, trong cơ thể hắn nguyên sơ chi lực, đều biến mất, không phải trả lại ở giữa thiên địa, mà là hoàn toàn biến mất, tựa như là bị không biết tên tồn tại nuốt chửng lấy. Có một chút ngươi có lẽ không biết, nguyên sơ chi lực, kỳ thật chính là chân thật chi lực. Diệp Thanh nói, Lục Minh kinh ngạc, không nghĩ tới, nguyên sơ chi lực, chính là chân thật chi lực. Chân thực chi lực, không phải vũ trụ cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng sao, trong cơ thể hắn, thế nhưng là có ba loại nguyên sơ chi lực, chẳng phải là nắm giữ ba loại chân thực chi lực. Những năm này, hắn đã sớm mượn nhờ ba loại tinh thạch, đem nguyên sơ pháp quyết tu luyện tới tầng 18 đỉnh phong. Nguyên sơ chi lực, đã phi thường cường đại. Đáng tiếc, đối với hắn tu vi hiện tại tới nói, nguyên sơ chi lực, đã không có hiệu quả gì, cho nên, tại đại chiến thời điểm, Lục Minh rất ít sử dụng nguyên sơ chi lực. Trong cơ thể ngươi nguyên sơ chi lực, cũng chính là chân thực chi lực, vô cùng yếu, ngay cả ngưng tụ chân thực hạt giống đều xa xa không kịp, không có ích lợi gì. Nguyên sơ chi địa, là thiên chi tộc dẫn đầu mở, cũng là thiên chi tộc để vũ trụ hải các tộc thiên kiêu tiến vào hấp thu nắm giữ, mà bây giờ, những sinh linh này sau khi chết, nguyên sơ chi lực, lại biến mất, ta từ đầu đến cuối hoài nghi, đây là thiên chi tộc bố trí cục diện. Bọn hắn đang lợi dụng vũ trụ hải các tộc, từ âm dương vũ trụ hải chỗ sâu, mang ra nguyên sơ chi lực, bởi vì chân thực chi lực là vũ trụ cảnh tu luyện nhu yếu phẩm, không có chân thực chi lực, vũ trụ cảnh tồn tại liền không cách nào tăng cao tu vi. Diệp Thanh giải thích nói. Tin tức nặng ký. Lục Minh rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Thanh để hắn hạ lệnh ngăn cản các tộc người tiến vào nguyên sơ chi địa. Thế nhưng là thiên chi tộc vũ trụ cảnh đều đã chết, chẳng lẽ tiền bối hoài nghi thiên chi tộc còn có chưa chết vũ trụ cảnh? Lục Minh nói. Rất khó nói, có lẽ là ta quá lo lắng, thôn phệ nguyên sơ chi lực thủ đoạn là thiên chi tộc trước kia bày ra, bây giờ tại tự hành vận chuyển. Nhưng là, còn có một điểm để cho ta phi thường lo lắng, chính là đến nay, ta còn không liên lạc được Thánh Hy cùng nữ oa bọn hắn, ấn lý thuyết, thiên chi tộc cao thủ vẫn lạc, đại vũ trụ tự phong, bọn hắn hẳn là hiện thân, nhưng cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối liên lạc không được. Diệp Thanh nói, chẳng lẽ hai vị nhân vương đã sớm vẫn lạc? Lục Minh biến sắc đảo, đồng thời nâng lên, tại tạo vật tiên khuyết chỗ sâu tạo vật chủ trong đạo trường, thấy qua Thánh Hy lưu lại vết máu. Không có, năm đó, ta có lưu bọn hắn hồn bài, bọn hắn như vẫn lạc, xấu bài sẽ vỡ ra, nhưng bây giờ hồn bài hoàn hảo không huân, chứng minh bọn hắn còn sống. Diệp Thanh nói, lại là một cái không nghĩ ra vấn đề. Tiền bối, lúc trước tạo vật tiên khuyết điểm sáng vũ trụ sụp đổ, thôn phệ thiên chi tộc cường giả thi thể, ngươi có đi điều tra qua sao, thiên chi tộc cường giả thi thể, hướng chảy nơi nào? Lục Minh nói, ta tự nhiên đi điều tra qua, nhưng này khu vực bởi vì vũ trụ sụp đổ, quá mức hỗn loạn, đã rất khó bắt được tin tức hữu dụng, nhưng khi đó ngươi vượt tiến vào tạo vật tiên khuyết thời điểm, ta âm thầm xác nhận qua, những người kia xác thực đều đã chết. Đáng tiếc, khi đó tu vi của ta còn xa chưa khôi phục, cho nên cũng không dò xét kỹ. Cho nên, từ những đầu mối này đến xem, vũ trụ hải còn có rất nhiều không biết, tùy thời có thể bộc phát nguy cơ, ta đề nghị ngươi, đem hồn nhất hạc luyện thành khôi lỗi chiến thể, biến thành tùy thời có thể vận dụng lực lượng. Diệp Thanh nói, tốt, vậy liền theo tiền bối ý tứ, luyện chế thành khôi lỗi chiến thể. Lục Minh gật đầu, tu vi của hắn vẫn là cửu biến tiên vương, khoảng cách nửa bước vũ trụ, cũng còn xa đâu, lại càng không cần phải nói xung kích vũ trụ cảnh. Mà Đường Phong, nhìn như đạt đến nửa bước vũ trụ, nhưng trên thực tế, khoảng cách có thể xung kích vũ trụ cảnh, còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhất định phải có thời gian rất lâu tích lũy, mới có tư cách. Kia cũng không biết bao nhiêu năm sau sự tình. Hiện trước mắt tăng cường lực lượng mới quan trọng hơn, trở về sau có thể xung kích vũ trụ cảnh, lại nghĩ những biện pháp khác. Huống chi, cho dù luyện chế thành khôi lỗi chiến thể, về sau cũng có thể một lần nữa luyện hóa, hóa thành tinh khiết huyết chi năng lượng. Tiền bối, luyện chế khôi lỗi chiến thể, cần ta chuẩn bị cái gì? Lục Minh hỏi, muốn mau chóng luyện chế thành công, nhất định phải đi một chỗ, đó chính là tạo vật chủ vẫn lạc chi địa, tiên cấp chiến trường chỗ sâu cái kia lực lượng đầu nguồn, cái chỗ kia, sẽ không bài xích chúng ta. Diệp Thanh nói, Lục Minh cũng lộ ra vẻ chờ mong, cái kia lực lượng đầu nguồn, cũng chính là diễn hóa thanh thiên tộc vị kia tạo vật chủ chỗ tỏa hóa, Lục Minh còn chưa có đi qua đây. Các ngươi đến đó, cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, ta trước mang ngươi tới, những người khác muốn đi lời nói, đằng sau có thể lại đi qua. Diệp Thanh đạo, sau đó một đạo lực lượng tuôn ra, bao lấy Lục Minh, phá không rời đi. Vũ trụ cảnh tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng nổi, xé rách hỗn khư hư không mà đi, gặp được hỗn độn phong bạo cùng hỗn độn lôi bạo, cũng là không tránh không né, vọt qua, so Lục Minh toàn lực thi triển vạn vũ hư không kinh, nhanh hơn rất nhiều lần. Sau đó không lâu, bọn hắn liền đi tới tiên cấp chiến trường, sau đó nhanh chóng xâm nhập, tiến vào vô tận đại dương mênh mông bên trong, cuối cùng, bọn hắn tại một ngọn núi lớn ngừng lại. Tòa này cự sơn, to lớn vô biên, so bất kỳ một cái nào đại vũ trụ còn muốn to lớn, đồng thời, là lơ lửng trên mặt biển. Cự sơn, tàn mát ra vô cùng cường đại lực lượng ba động, còn có áp lực cường đại, loại cảm giác này, thật giống như tại đối mặt dương vũ trụ hải cùng âm vũ trụ hải. Bất quá, nơi này, ngoại trừ áp lực, còn cho Lục Minh một loại cảm giác thân thiết. Lục Minh biết, nơi này, chính là tiên cấp chiến trường lực lượng đầu nguồn. Lục Minh cảm giác thật bất ngờ, mặt khác hai cái tạo vật chủ sau khi ngã xuống, diễn hóa thành âm dương vũ trụ hải, mênh mông vô ngần. Mà vị này tạo vật chủ, lại diễn hóa thành một ngọn núi lớn. Tòa này cự sơn mặc dù to lớn vô cùng, nhưng cùng âm dương vũ trụ hải so sánh với, vẫn là kém rất xa. Cho người cảm giác, cũng không có mãnh liệt như vậy, năng lượng ẩn chứa, cũng không có âm dương vũ trụ hải như vậy mênh mông vô ngần. Chẳng lẽ, vị này tạo vật chủ thực lực, không bằng hai vị khác? Tựa hồ đoán được Lục Minh ý nghĩ, Diệp Thanh nói, vị này tạo vật chủ thực lực, tuyệt đối sẽ không so hai vị khác yếu, sau khi chết diễn hóa tiên sơn cảm giác yếu kém, khẳng định có nguyên nhân khác. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thanh đi đầu hướng về Cự Sơn bay đi, Lục Minh theo sát phía sau. Tại Cự Sơn chi đỉnh, lại có một cái khe, giống như một đầu vực sâu, thông hướng Cự Sơn nội bộ. Thanh Thiên tộc thủy tổ, chính là tòa này Cự Sơn thay ngén mà ra, từ cái khe này leo ra, chúng ta xuống dưới, phía dưới, có vậy ta tạo vật chủ hài cốt. Diệp Thanh nói, hai người dọc theo khe hở một mực hướng phía dưới, rốt cục đi tới tình trạng. Một bộ to lớn hài cốt, ngồi xếp bằng trên đất bên trên, to như sao trời. Có thể nhìn thấy, hài cốt trên thân, có bao nhiêu chỗ vết thương, xương chán ra, càng là có một đạo thật sâu vết đao. Khi còn sống, hiển nhiên kinh lịch đại chiến thảm liệt. Thật là nồng nặc nguyên sơ chi lực, nơi đây, làm sao không bài xích chúng ta. Lục Minh hiếu kỳ đường. Âm dương vũ trụ hải nguyên sơ chi địa, đặc biệt là nguyên sơ chi địa chỗ sâu tạo vật chủ hài cốt chi địa, thế nhưng là sẽ bài xích tiên đạo sinh linh. Tiên đạo sinh linh tiến vào, liền sẽ lọt vào đáng sợ công kích. Nhưng nơi này, bọn hắn không có lọt vào một điểm bài xích. Âm dương vũ trụ hải sở dĩ sẽ bài xích tiên đạo sinh linh, đó là bởi vì thiên tri tộc tác thủ vô độ, lúc đầu, thiên tri tộc cường giả là có thể tự do tiến vào, bọn hắn điên cuồng cướp đoạt bên trong nguyên sơ chi lực. Mà tạo vật chủ mặc dù hoàn toàn chết đi, nhưng diễn hóa âm dương vũ trụ hải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn biến, cũng sẽ sinh ra ý chí, mặc dù không có quá mạnh trí tuệ, nhưng cũng hiểu được phản kích, tại lọt vào sinh linh mạnh mẽ xâm lấn cướp đoạt về sau, liền sẽ tự chủ phản kích, công kích tiến vào sinh linh mạnh mẽ, mà nhỏ yếu sinh linh, thì sẽ không lọt vào phản kích. Mà ở trong đó, nhưng cho tới bây giờ không có sinh linh mạnh mẽ cướp đoạt nguyên sơ chi lực, đương nhiên sẽ không lọt vào phản kích. Mặt khác, cũng là nơi này năng lượng, so âm dương vũ trụ hải yếu, đản sinh ý chí cũng không mạnh nguyên nhân. Diệp Thanh giải thích nói. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phát hiện hài cốt chung quanh, cũng chia vải lấy một chút tinh thạch, thành màu xanh, cùng hắn tại đất luân hồi chỗ sâu đạt được cái kia cực kỳ tương tự. Hiển nhiên, Thánh Hy bọn người, cũng đã tới nơi đây, đồng thời từng chiếm được màu xanh tinh thạch, lấy thủ đoạn đặc thù, đưa cho Lục Minh một viên. Cùng âm dương vũ trụ hải chỗ sâu hài cốt, của hài cốt này, cũng phát ra kinh người áp lực, để bọn hắn khó mà tới gần. Luyện chế khôi lỗi chiến thể, cần dùng tới đây nguyên sơ chi lực, ta sẽ ở khôi lỗi chiến trong cơ thể chế tạo một cái chứa đựng chân thực chi lực nguồn suối, để khôi lỗi chiến thể tiếp tục tác chiến năng lượng tăng lên một đoạn. Diệp Thanh nói, chúng ta ở chỗ này hấp thụ chân thực chi lực, nơi đây sẽ không bài xích chúng ta sao? Lục Minh nói, chúng ta chỉ là hấp thụ một điểm, không phải vô độ cướp đoạt, không có việc gì, ngươi cũng có thể ở đây tu luyện, nhìn xem tu luyện hiệu quả như thế nào. Diệp Thanh nói, nói xong, Diệp Thanh lấy ra hồn nhất hạc thi thể, một bộ to lớn tiên hạc, sinh động như thật, lông vũ như tiên kim chế tạo, tản mát ra kinh người uy áp. Diệp Thanh 10 ngón múa, đánh ra từng nét bùa chú, bắt đầu luyện chế. Lục Minh cũng ở một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nhưng không lâu, Lục Minh mở hai mắt ra. Ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn chính xác hiệu quả sẽ khá hơn một chút, nhưng đối Lục Minh tới nói, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Trong cơ thể hắn áo nghĩa, toàn bộ là hỗn độn áo nghĩa, từ hỗn độn trong hư không lĩnh hội, cũng không phải là lấy cái này lực lượng đầu nguồn làm căn cơ lĩnh hội áo nghĩa, cho nên, tác dụng phi thường có hạn. Nơi đây, càng thích hợp chân tiên phía dưới, hoặc là dùng cái này đất là căn cơ tu luyện tiên đạo sinh linh. Tiền bối, ta đi chỗ hắn tu luyện, ngươi cần hộ pháp sao? Lục Minh nói khẽ, hắn biết Diệp Thanh có thể nghe được. Không cần, ngươi tự hành rời đi là được. Diệp Thanh đáp lại. Lục Minh gật gật đầu, rời đi nơi đây, trực tiếp hướng về tạo vật tiên khuyết mà đi. Hắn dự định đi không có chữ dưới tấm bia đá lĩnh hội tiên kinh tiên thuật. Vạn đạo đồ có thể dung nạp cái khác loại hình tiên thuật quy tắc, tiềm lực vô tận, Lục Minh dự định dung nhập càng nhiều tiên thuật quy tắc, nhìn có thể hay không tăng lên tiên thuật uy lực. Hắn tiên thuật, đại đa số muốn tu luyện đến viên mãn, đã đến cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên uy lực, chỉ có thể mở ra lối riêng. Đương vạn đạo đồ âm thanh dung nhập tiên thuật quy tắc càng ngày càng nhiều thời điểm, có lẽ có thể khác loại kết hợp, để tiên thuật uy lực lại lần nữa tăng lên. Lục Minh đi vào không có chữ dưới tấm bia đá, nhìn chăm chú không có chữ bia đá, trên đó lập tức thấy được một loại tiên thuật đang diễn dịch. Đảo mắt, chính là 3 năm. Lúc này, Lục Minh nhận được Hồng Hoang một vị tiên vương đưa tới tin tức, âm giới, một lần nữa thành lập âm phủ. Mà phủ chủ, vì Đế Khuyết. Nguyên bản, là không tới phiên Đế Khuyết trở thành phủ chủ. Dù sao, hắn tư lịch còn không sâu, là mới đột phá nửa bước vũ trụ. Nhưng vừa đến, bởi vì âm giới người còn không biết Đế Khuyết chân thực thân phận, tăng thêm Đế Khuyết bản thân thực lực cường đại, tại bây giờ âm giới không có bao nhiêu địch thủ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là có Dương Đình ủng hộ. Âm phủ trọng lập này, Đường Phong tự mình dẫn người tiến về, thay Đế Khuyết chỗ dựa, những người khác cũng chỉ có thể đề cử Đế Khuyết vì phủ chủ. Cùng Bỉ Ngạn trận doanh một trận chiến, cho Hỗn Khư trận doanh người lưu lại quá sâu ấn tượng. Đường Phong cùng Lục Minh chiến lực không thể địch nổi, viễn siêu phổ thông nửa bước vũ trụ. Kinh khủng nhất vẫn là Diệp Thanh, chân chính vũ trụ cảnh, đầu tiên là chém giết Hồn Nhất Hạc, sau lại đánh bại Tiết Vũ Trụ, không thể địch nổi, ai dám chống lại. Dương Đình ủng hộ Đế Khuyết vì phủ chủ, bọn hắn cho dù không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù sao cũng so Dương Gian người tới làm phủ chủ tốt a. Dù sao, Đế Khuyết vẫn là âm giới người. Cứ như vậy, âm phủ thành lập, âm giới cũng đi vào quỹ đạo, mặt ngoài nhìn, vẫn là âm dương đối lập, kiềm chế lẫn nhau. Trên thực tế, âm dương hai giới, đều tại Dương Đình trưởng khống phía dưới. Thời gian vội vàng, một năm rồi lại một năm. Vũ trụ hải phát triển không ngừng, một năm so một năm phồn thịnh, rất nhiều người đều cho rằng, vũ trụ hải dạng này phát triển tiếp, nhất định có thể siêu việt trước kia. Rất nhanh, lại qua vài vạn năm. Diệp Thanh, một mực tại lực lượng đầu nguồn luyện chế khôi lỗi chiến thể, rất hiển nhiên, khôi lỗi chiến thể, không có dễ dàng như vậy luyện chế. Những năm này, Lục Minh một mực tại không có chữ dưới tấm bia đá tu luyện, vạn đạo đồ bên trên tiên thuật quy tắc, càng ngày càng nhiều, mà hắn, đối với một ít tiên kinh tiên thuật lý giải, cũng càng ngày càng sâu, lý giải càng ngày càng thấu triệt. Lý giải thấu triệt về sau, hắn phát hiện, hiện trước mắt tiên kinh tiên thuật, cũng không phải là hoàn toàn không thể cải biến. Từ xưa đến nay, không người nào có thể sáng tạo tiên kinh tiên thuật, là bởi vì tiên kinh tiên thuật bao hàm tiên thuật quy tắc quá nhiều quá phức tạp đi. Còn có một điểm, hoàn chỉnh tiên kinh tiên thuật, cực hạn không phải viên mãn đơn giản như vậy. Điểm này, Diệp Thanh cũng cùng Lục Minh giảng giải qua, đạt tới vũ trụ cảnh về sau, tu luyện tiên kinh tiên thuật lại là mặt khác thuận theo thiên địa. Nói cách khác, tiên kinh tiên thuật không phải tu luyện tới viên mãn, liền đến cực hạn. Viên mãn, chỉ là cơ sở mà ra, đi vào mặt khác thuận theo thiên địa cơ sở. Mỗi một loại tiên kinh tiên thuật, đều huyền diệu vô cùng, thâm bất khả trắc, đừng bảo là tiên vương, liền xem như vũ trụ cảnh, chỉ sợ đều không thể sáng tạo ra tới. Vũ trụ hải, từ xưa đến nay, đã biết cứ như vậy mấy tôn vũ trụ cảnh, tự nhiên không người có thể sáng tạo mới tiên kinh tiên thuật. Nhưng là, muốn tại viên mãn trên cơ sở, đi vào mặt khác thuận theo thiên địa, quá khó khăn, tối thiểu cần vũ trụ cảnh tu vi. Nửa bước vũ trụ, gần như không có khả năng làm được. Không thể đi vào mặt khác thuận theo thiên địa, tiên kinh tiên thuật uy lực, liền không thể tăng lên, nhưng bây giờ, Lục Minh lại mơ hồ tìm được những phương pháp khác. Không đồng loại hình tiên thuật quy tắc khác loại tổ hợp, có lẽ có thể thực hiện. Lục Minh tiếp tục tham ngộ, muốn tiến một bước đi tìm hiểu các loại tiên thuật, nhưng lúc này, lại có một vị hồng hoang vũ trụ tiên vương đến đây. Vị này tiên vương, là hồng hoang vũ trụ tân tấn một vị tiên vương, tên là Bộ Phàm, chính là hồng hoang yêu tộc một vị cường giả. Bởi vì là tân tấn tiên vương, tư lịch nhất cạn, loại này truyền tin tức chuyện nhờ vả tình, tự nhiên là giao cho hắn. Đình chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Bộ Phàm nói. Lục Minh mở hai mắt ra, nhìn về phía Bộ Phàm. Âm phủ phủ chủ Đế Khuyết, truyền một đầu tin tức cho Đường Phong phó đình chủ, phó đình chủ sau khi xem, khó mà lựa chọn, liền phái thuộc hạ đến cho đình chủ nhìn xem. Nói xong, Bộ Phàm xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, tiên thước quét qua, sắc mặt hơi đổi một chút. Âm phủ, bị không biết sinh linh công kích. Những này không biết sinh linh, cũng không phải là vũ trụ hải đã biết bất luận chủng tộc nào, trước đây chưa từng gặp. Những sinh linh này, từng cái dáng người khôi ngô, vần quanh lôi đình, tiện tay một kích, lôi đình bắn ra, chiến lược kinh người. Âm giới bị những sinh linh này công kích, tổn thất mấy vị tiên vương, trong đó, bao quát một vị cửu biến tiên vương. Thậm chí, còn có một vị nửa bước vũ trụ bị trọng thương, kém chút bỏ mình. Nhân vương Hiên Viên, cao độ coi trọng, lập tức phái người điều tra, đồng thời phái người cho Dương Đình truyền tin tức, muốn hỏi một chút nhìn Dương Đình có người hay không nhận biết loại sinh linh này. Bởi vì, Hiên Viên tự thân, chưa bao giờ thấy qua loại sinh linh này. Lục Minh trong đầu, không khỏi nghĩ đến lúc trước tranh đoạt hỗn độn linh căn thời điểm, tại một mảnh hỗn độn lôi bạo bên trong, gặp được 10 cái dáng người khôi ngô, cao tới chừng 5 mét, cầm trong tay chiến phủ, tựa như lôi thần sinh linh, cùng nhân vương Hiên Viên miêu tả, gần như giống nhau. Lúc trước, Lục Minh tại trên người đối phương, cảm giác được tiên cấp chiến trường khí tức, cùng Cầu Cầu cùng Ám Giả Sắc Vi khí tức, có chút tương tự. Cái kia chủng tộc lại hiện thân, ngay cả nửa bước vũ trụ đều thụ thương, đối phương bên trong, quả nhiên có mạnh hơn tồn tại, cái chủng tộc này, không thể khinh thường. Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. Lúc trước, hắn gặp 12 cái khôi ngô cự nhân, mỗi cái đều là tiên vương, Lục Minh liền biết, cái chủng tộc này, không đơn giản, khả năng có người mạnh hơn. Đi, về Hồng Hoang Vũ Trụ. Lục Minh kết thúc tu luyện, cùng Bộ Phàm cùng một chỗ, trở về Hồng Hoang Vũ Trụ, gặp được Đường Phong bọn người. Tiền bối, cái chủng tộc này, ta đã từng gặp được. Nhìn thấy Đường Phong, Lục Minh trực tiếp cáo chi. Ngươi gặp được. Đường Phong sững sờ. Đúng vậy, ta đã từng đi qua âm giới, tại một mảnh hỗn độn lôi bảo bên trong, gặp được cái chủng tộc này, còn cùng đối phương giao thủ qua, thực lực cực mạnh. Lục Minh nói. Đối phương lai lịch gì? Đường Phong hỏi. Không rõ ràng, nhưng ta tại trên người đối phương, cảm giác được tiên cấp chiến trường khí tức, ta hoài nghi, bọn hắn là tiên cấp chiến trường sinh linh. Lục Minh nói. Tiên cấp chiến trường sinh linh, làm sao có thể, tiên cấp chiến trường sinh linh, không phải diệt tuyệt sao? Đường Phong có chút khó có thể tin. Bây giờ, còn sống tiên cấp chiến trường sinh linh, chỉ có Ám Giả Sắc Vi cùng Cầu Cầu. Ta cũng không có nắm chắc, nhưng khí tức quá tương tự. Lục Minh khẽ lắc đầu. Âm giới lọt vào công kích, đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, chúng ta phái người tiến đến điều tra một cái đi. Đường Phong nói. Không, ta muốn đích thân đi. Lục Minh nói. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác cái chủng tộc này không đơn giản, không tự mình đi tìm hiểu một chút, trong lòng luôn luôn không yên lòng. Đồng thời, hắn dự định mang Ám Giả Sắc Vi tiến đến. Nhưng Đường Phong cáo chi, Ám Giả Sắc Vi, ngay tại đất luân hồi bế quan, mà Cầu Cầu, cũng đúng lúc tại đột phá thời khắc mấu chốt. Lục Minh đành phải thôi. Cuối cùng, Lục Minh mang theo 6 vị nửa bước vũ trụ cảnh đế hoàng cùng một chỗ tiến đến. 3 vị nửa bước vũ trụ cảnh luân hồi đọa lạc giả, còn có Nghĩ Đế, Thượng Thanh Lão Tổ cùng Hỗn Độn Nặng Số Không. Nghĩ Đế, Thượng Thanh Lão Tổ cùng Hỗn Độn Nặng Số Không, đều là phi thường cổ lão nửa bước vũ trụ, có lẽ, có thể biết cái kia chủng tộc một chút nội tình. Người đến đông đủ, trực tiếp xuất phát. Lấy tốc độ của bọn hắn, chẳng mấy chốc, liền tới đến âm phủ tổng bộ. Tiếp đái Lục Minh bọn hắn chính là đến từ phong quỷ đại vũ trụ một vị đế hoàng, tên là Diêm Hoàng. Gặp qua Lục Đình Chủ. Diêm Hoàng hành lễ. Làm sao chỉ có ngươi một người, Đế Khuyết phủ chủ đâu? Lục Minh hỏi. Nửa ngày trước đó, chúng ta lại bị cái kia chủng tộc thần bí công kích, một vị nửa bước vũ trụ đế hoàng mất tích, phủ chủ thân mang hơn 10 vị nửa bước vũ trụ, tiến đến xem xét tình huống. Nơi đây, nửa bước vũ trụ cảnh, chỉ để lại một mình ta trấn thủ. Diêm Hoàng đạo, lại lọt vào công kích. Lục Minh nhướng mày, không biết làm tại sao, trong lòng luôn có loại không muốn dự cảm. Diêm Hoàng, ở phương vị nào, dẫn đường. Lục Minh lấy mệnh khiến giọng điệu phân phó, Diêm Hoàng trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám không theo, gật đầu nói tốt, Lục Đình Chủ, các ngươi đi theo ta. Lúc trước Hỗn Khư Trận Doanh cùng Bỉ Ngạn Trận Doanh đại chiến thời điểm, hai đại trận doanh các đại vũ trụ, lẫn nhau đều tụ chung một chỗ, cách xa nhau rất gần. Dạng này có thể tùy thời hội tụ các đại vũ trụ tất cả cường giả, tùy thời trợ giúp. Mà bây giờ, đại chiến kết thúc, không có nguy hiểm, các đại vũ trụ lại lần nữa phân tán ra. Chỉ là, hiện tại âm giới đại vũ trụ, so trước kia ít đi rất nhiều, còn lại đại vũ trụ, phần lớn đều phân tán tại âm vũ trụ hải phù cận, dạng này tu luyện sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, những cái kia chiến bài đại vũ trụ, liền khoảng cách âm vũ trụ hải xa xôi. Tỉ như, hư không đại vũ trụ, Minh Hà đại vũ trụ, Hài Cốt đại vũ trụ. Những này đại vũ trụ, cũng còn có sinh linh tồn tại, chỉ là không có tiên đạo sinh linh. Bình thường, âm phủ liền điều động mấy vị tiên vương, hơn 10 vị chân tiên chấn thủ, mà nửa bước vũ trụ, chỉ có một vị, chấn thủ bao quát Minh Hà, hư không chờ vũ trụ. Trước đây không lâu, Minh Hà đại vũ trụ bị công kích. Chấn thủ nơi đây tiên đạo sinh linh toàn diệt, vị kia nửa bước vũ trụ mất tích. Nhân vương Hiên Viên cao độ coi trọng, dẫn đầu âm phủ tất cả nửa bước vũ trụ, đến chỗ này điều tra. Nhưng là, bọn hắn lại gặp đến phục kích. Mười mấy tàu chiến hạm, vây quanh bọn hắn, trên chiến hạm, tất cả đều là loại kia thân cao 5 mét, toàn thân tràn ngập lôi điện cự nhân. Mười mấy tàu chiến hạm, khoảng chừng hơn 5.000 người. Mà lại, tiên đạo sinh linh tỷ lệ, nhiều kinh người. Hơn 5.000 lôi điện cự nhân, tiên đạo sinh linh, khoảng chừng 3.000 tả hữu, cái này so liệt, đơn giản dọa người. Đáng sợ nhất là, 12 tàu chiến hạm bên trong nửa bước vũ trụ, số lượng cũng nhiều kinh người, từng đạo khí tức kinh khủng tràn ngập giữa trời, gần 20 vị nửa bước vũ trụ, từ chiến hạm giết ra, vây công Hiên Viên bọn người. Âm phủ, nguyên bản có 17 vị nửa bước vũ trụ, một vị trọng thương ngay tại dưỡng thương, một vị mất tích, Diêm Hoàng tại trấn thủ đại bản doanh, lúc trước bị Tiết Vũ Trụ đánh chết 2 cái, cho nên, bọn hắn tới 12 người. Nhưng đối phương khoảng chừng 20 vị nửa bước vũ trụ xuất thủ, đồng thời chiến lực đều phi thường cường đại, âm phủ đám người căn bản không phải đối thủ. Lúc này, có 8 vị nửa bước vũ trụ bị đối phương lấy lôi đỉnh chi tiên quấn chặt lấy, chỉ còn lại bao quát Hiên Viên ở bên trong 4 người, còn tại ngoan cố chống lại. Đối phương, đem Hiên Viên 4 người bao bọc vây quanh, cũng không vội lấy hạ sát thủ, một bước mèo vờn chuột bộ dáng. Hiên Viên 4 người, đã vết thương chồng chất, nếu không phải Hiên Viên đột nhiên bộc phát ra so dĩ vãng lực lượng mạnh hơn, cũng đã bị tóm. Không sai, lúc này, nhân vương Hiên Viên tự nhiên không thể ẩn tàng, đã bộc phát ra chân thực lực lượng, hắn khí tức nhảy lên tới xác định vị trí, dùng ra Hiên Viên kiếm kinh, kiếm quang ngút trời, huy hoàng kiếm uy chấn động bát phương, một người liền chặn 3 vị lôi đỉnh cự nhân. Hắn không phải Đế Khuyết, hắn là nhân vương Hiên Viên. Lúc này, âm phủ chúng đế hoàng đã rất rõ ràng, trước mắt người này, căn bản không phải Đế Khuyết, mà là nhân vương. Cũng khó trách đối phương cùng Dương Đình quan hệ gần như vậy, Dương Đình sẽ nâng đỡ hắn lên làm âm phủ phủ chủ. Hiện tại, hết thầy đều hiểu. Nhưng cái này còn trọng yếu hơn sao? Đến lúc này, đây hết thầy đã không trọng yếu. Hiên Viên cũng tốt, Dương Đình cũng được, hiện tại cũng xem như người một nhà. Bọn hắn hiện tại hy vọng Hiên Viên thực lực càng mạnh càng tốt, như thế bọn hắn mới có một tia đường sống. Tập hợp tất cả lực lượng, hướng một cái phương hướng xung kích, chỉ cần chúng ta lao ra, thông chi Dương Đình, chúng ta liền được cứu rồi. Hiên Viên quát khẽ, thanh âm tại mặt khác 3 vị nửa bước vũ trụ trong tai quanh quẩn. Khanh khanh, kiếm minh thanh âm vang vọng hỗn độn hư không, thời khắc này Hiên Viên, uy nghiêm bá khí, trên thân bắn ra chói lọi kiếm quang, trong tay tiên kiếm tăng vọt, hướng về một bên triển khai mãnh liệt công phạt. Kiếm quang công kích trong nháy mắt, nhân vương Hiên Viên bước chân ngay cả đạp, một dòng sông dài hiển hiện, xung kích về đằng trước. Là Vong Nguyệt Thần Xuyên. Một vị lôi đình cự nhân bị Vong Nguyệt Thần Xuyên đánh trúng, thần sắc sát na hoảng hốt, ngay sau đó, Hiên Viên kiếm quang bạo chạm mà tới. Nguy cơ giáng lâm, vị này lôi đình cự nhân gầm thét, lôi đình bộc phát, tứ ngược ước vạn dặm, hư không nổ tung. Nhưng cuối cùng không ngăn được Hiên Viên kiếm quang, một đạo kiếm quang đột phá đi vào, thổi phù một tiếng, lôi đình tiên huyết văng khắp nơi, vị này lôi đình thế mà kém chút bị chém làm 2 nửa, chật vật lui lại. Cơ hội. Hiên Viên 4 người, tập trung toàn lực, thiêu đốt tiên lực thậm chí áo nghĩa, toàn lực hướng về phía này xung kích. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô, ngăn tại trước người bọn họ. Người này, nhìn phi thường trẻ tuổi, 20 mấy tuổi, dáng người càng thêm khôi lỗi, người mặc lôi đỉnh chiến giáp, cầm trong tay lôi tiên roi. Rắc rắc, lôi tiên roi hướng về Hiên Viên rút tới, cùng Hiên Viên kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, Hiên Viên kiếm quang, cũng bị cản lại. Không cần tiếp tục chậm trễ, tiên đế đại nhân đã xuất thủ, chúng ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Khôi ngô thanh niên nói, lúc nói chuyện, lôi tiên roi không ngừng, đối Hiên Viên khởi xướng tấn công mạnh. Lôi tiên roi, phảng phất hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành, không chỉ có không thể phá vỡ, còn có kinh khủng lực lượng hủy diệt, mỗi một kích, đều có hủy diệt đại vũ trụ uy năng. Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được áp lực cường đại. Cái này khôi ngô thanh niên, chiến lực mạnh kinh người, viễn siêu nửa bước vũ trụ, người này trước đó một mực không có xuất thủ, tại trên một chiếc chiến hạm quan chiến. Mà bây giờ đột nhiên xuất thủ, cho Hiên Viên áp lực cường đại. Ngươi rất mạnh, có dám cùng ta đơn độc một trận chiến? Hiên Viên mở miệng, muốn kích người này đơn độc một trận chiến. Càng là thực lực cường đại người, càng là hội kiến săn tâm hỉ, muốn tìm kiếm đồng dạng thực lực cường đại đối thủ đến tôi luyện tự thân. Khôi ngô thanh niên cười khẩy, cũng không ứng chiến, nói, nếu là tại bình thường, ta có lẽ có hứng thú, nhưng bây giờ nhiệm vụ mang theo, ngươi liền đi chết đi. Nói chuyện đồng thời, lôi tiên roi hóa thành cuồn cuộn lôi đình thủy triều, xung kích nhân vương Hiên Viên. Nhân vương Hiên Viên bị khôi ngô thanh niên ngăn lại, 3 người khác bị nhiều cao thủ như vậy vây công, căn bản không phải đối thủ. Đụng, một người trong đó bị đánh trúng, thân thể nổ bể ra tới. Bất quá, nửa bước vũ trụ tự nhiên không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, thân thể lại lập tức khôi phục, nhưng bị đối phương dùng một đầu lôi tiên roi cho khốn trụ, cùng cái khác nửa bước vũ trụ, khó mà động đậy. Đồng thời, Lôi tiên roi, không chỉ là vây khốn bọn hắn đơn giản như vậy, còn tại không ngừng luyện hóa bọn hắn. Lôi đình chi lực nhập thể, muốn đem bọn hắn bất hủ bất diệt tiên thể triệt để ma diệt. Ngay lúc này, Lục Minh bọn hắn đến. Bọn hắn giấu ở xa xa hỗn độn trong hư không, cũng không có trực tiếp tham chiến. Đối phương chiến lực cực mạnh, cao thủ đông đảo, lấy nhân thủ của bọn hắn, cứ như vậy trực tiếp xông lên đi, chỉ sợ ngay cả mình đều sẽ rơi vào đi. Chỉ có thể chí lấy. Rất nhanh, Lục Minh liền có chủ ý. Muốn cùng đối phương địch nổi, trước hết cứu ra những cái kia bị lôi tiên roi vây khốn nửa bước vũ trụ cấp cường giả. Các ngươi trước hết giết ra ngoài, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, ta tùy thời cứu người. Lục Minh cho đám người truyền âm. Đình chủ yên tâm. Nghĩ đế, Thượng Thanh Lão Tổ chờ 6 người, không chút do dự, trực tiếp giết ra ngoài. 6 người xuất hiện, để những cái kia lôi đình cự nhân giật mình, mà nhân vương hiên viên thì là đại hỉ. Dương đình cứu binh tới, chúng ta được cứu rồi. Hiên viên giống to. Âm phủ những người khác cũng là tinh thần đại chấn, Dương đình thế nhưng là có Diệp Thanh cái này một tôn vũ trụ cảnh cường giả, chỉ cần Diệp Thanh vừa đến, bọn hắn liền an toàn. Thế nhưng là, làm sao mới 6 người, đừng bảo là Diệp Thanh, liền ngay cả Lục Minh cùng Đường Phong đều một mực không thấy được. Tới thật đúng lúc, cùng nhau thu thập, đi giết bọn hắn. Cùng hiên viên đối chiến vị kia khôi ngô thanh niên hạ lệnh. Lập tức, có 10 vị nửa bước vũ trụ lôi đình cự nhân, thẳng hướng Thượng Thanh Lão Tổ cùng nghĩ đế bọn người. Cứ như vậy, vây khốn hiên viên còn có chấn thủ âm phủ người, lập tức ít một chút. Bạch. Lúc này, Lục Minh xuất thủ, vạn vũ hư không kinh thi triển đến cực hạn, một bước ước vạn dặm, thân qua không lưu ngấn, vô thành vô tức tiến vào chiến trường, xuất hiện tại một cái bị nhốt âm phủ cao thủ bên cạnh. Cái này âm phủ cao thủ, thân thể bị lôi đình chi tiên vây khốn, từ đầu đến cuối khó mà thoát thân. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Lục Minh, lộ ra vẻ đại hỉ. Bất quá, hắn chính là cáo già hạng người, cho dù nhìn thấy Lục Minh, cũng không có phát ra một điểm thanh âm. Lục Minh thi triển tam vị nhất thể, toàn thân 3 vạn loại áo nghĩa đan vào một chỗ, sau đó hai tay bắt lấy lôi đỉnh chi tiên, ra sức kéo một cái. Phổ thông nửa bước vũ trụ tránh thoát không thể lôi đỉnh chi tiên, lại ngăn không được Lục Minh. Tại Lục Minh dưới hai tay, lôi đỉnh chi tiên kịch liệt dài ra, sau đó đứt đoạn ra. Âm phủ vị kia nửa bước vũ trụ lập tức thoát thân, xuất ra mấy giọt tiên dược dịch nuốt vào trong miệng, toàn thân lực lượng phun trào, đã có sức đánh một trận. Muốn chết! Lục Minh cứu ra một người, tự nhiên bị lôi đình cự nhân phát hiện, hai cái nửa bước vũ trụ lôi đình cự nhân, cầm trong tay chiến phủ, thẳng hướng Lục Minh. Nhưng Lục Minh cũng không ham chiến, vạn vũ hư không kinh thi triển, thân hình thoát một cái, liền tránh khỏi những người này, xuất hiện tại một cái khác âm phủ cao thâm bên cạnh, lập lại chiêu cũ, hai tay bắt lấy lôi đình chi tiên ra sức kéo một cái, liền đem lôi đình chi tiên kéo đứt, lại để cho một vị âm phủ cường giả khôi phục tự do. Cứu ra người thứ hai về sau, Lục Minh không ngừng lại chút nào, tốc độ của hắn quá nhanh, không có một cái nào lôi đình cự nhân, có thể theo kịp tốc độ của hắn. Hết thảy có 8 vị lôi đình cự nhân muốn vây giết Lục Minh, lại ngay cả Lục Minh góc áo đều không đụng tới, ngược lại bị Lục Minh mang theo xoay quanh, kềm chế một phần lực lượng, chia sẻ những người khác áp lực. Vạn vũ hư không kinh, chính là được từ tạo vật chủ ban thưởng, huyền diệu khó lường, lấy tốc độ tới nói, vũ trụ hải vô xuất kỳ hữu. Dù sao, Lục Minh không có nghe nói vũ trụ hải một bộ nào tiên kinh, có thể cùng vạn vũ hư không kinh so sánh. Lại, Lục Minh sớm đã đem vạn vũ hư không kinh tu luyện tới viên mãn, thậm chí đem vạn vũ hư không kinh tiên thuật quy tắc, dung nhập vào vạn đạo đồ bên trong. Tốc độ loại tiên thuật quy tắc cùng công phạt loại tiên thuật quy tắc, cùng một chỗ dung nhập vạn đạo đồ, để Lục Minh đối vạn vũ hư không kinh, có một chút nhận thức mới, càng thêm huyền diệu. Mấy cái lấp lóe, tránh khỏi công kích của đối phương, Lục Minh lại xuất hiện tại cái thứ 3 âm phủ cường giả bên cạnh, ra sức kéo một cái, xé đứt lôi đỉnh chi tiên, cứu ra cái thứ 3 âm phủ cường giả. Sau đó cái thứ 4, cái thứ 5. Lục Minh lấy loại phương pháp này, rất nhanh liền cứu ra 5 cái. 5 cái nửa bước vũ trụ cùng hiên viên bọn người tụ hợp, lấy phòng ngự làm chủ, sơ bộ chặn công kích của đối phương. Lại thêm nghĩ đế, Thượng Thanh Lão Tổ 6 người gia nhập, bọn hắn ổn định chiến cuộc. Chủ yếu là, một phần lực lượng, bị Lục Minh kiềm chế, xuất thủ công kích nghĩ đế đám người lôi đình cự nhân, số lượng cũng không phải là quá nhiều. Không nên giết người kia, giết những người bị vây. Cái kia khôi ngô thanh niên cùng hiên viên đại chiến hét lớn. Hắn nhìn rất rõ ràng, Lục Minh tốc độ quá nhanh, không ai có thể đuổi được Lục Minh, tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm Lục Minh cứu ra càng nhiều người. Giết! Những cái kia lôi đình cự nhân cũng ngầm hiểu, không đang đuổi giết Lục Minh, mà là thay đổi đầu mâu, trong tay chiến phủ bổ về phía những cái kia bị lôi đình chi tiên vây khốn âm phủ cường giả. Âm phủ nguyên bản hết thảy tới 12 người. Lục Minh bọn hắn xuất thủ thời điểm, chỉ có hiên viên bọn 4 người không có bị nhốt, cái khác 8 vị cường giả đều bị nhốt rồi, lấy lôi tiên roi quấn thân. Hiện tại, bị Lục Minh cứu ra 5 người, còn có 3 người. Hiện tại, lôi đình cự nhân đối 3 người toàn lực xuất thủ, muốn phối hợp lôi tiên roi, đem 3 người này nhanh chóng ma diệt rơi. Lục Minh tự nhiên không thể để cho đối phương đạt được. Vạn đạo đồ vận chuyển, trong hư không hiện ra từng đóa màu xanh hoa sen. Hết thảy mấy trăm đóa màu xanh hoa sen, bắn ra vô số kiếm khí, đối lôi đỉnh cự nhân kích xạ mà đi. Thanh Liên kiếm kinh chính là phạm vi lớn công phạt chi thuật, phạm vi công kích cực lớn, nhưng lực lượng phân tán, đơn nhất công kích cũng liền không đủ, đồng thời lập tức đối phó 8 vị nửa bước vũ trụ, tự nhiên rất khó đối với những người này tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng, đủ để kiềm chế đối phương. Kiềm chế, như vậy đủ rồi. Nhân cơ hội này, Lục Minh xuất hiện tại một cái âm phủ cường giả bên cạnh, hai tay kéo một cái, lôi đỉnh chi tiên đứt đoạn, thứ 6 người, cứu ra. Người này cứu ra về sau, lập tức nuốt vào mấy giọt tiên dược dịch, xông về hiên viên bên kia chiến trường, cùng mọi người tụ hợp. Mà lúc này, 8 vị lôi đỉnh cự nhân, cũng xông phá thanh liên kiếm kinh cách trở, muốn diệt sát còn lại 2 vị âm phủ cao thủ. Nhưng, hư không bên trong, màu xanh hoa sen, lại lần nữa hiện, ngoại trừ thanh liên hoa sen, còn có cái khác tiên thuật. Tỷ như diệt tiên chi nhận, hiên viên kiếm kinh, vong nguyệt thần xuyên, thập nhị phong cấm thủ. Các loại cường đại tiên thuật bay ra, một mạch đánh phía những cái kia lôi đỉnh cự nhân. Những cái kia lôi đỉnh cự nhân, lại bị kiềm chế. Không cầu giết những này lôi đỉnh cự nhân, chỉ là kiềm chế đối phương, đều Lục Minh tới nói, quá dễ dàng. Vạn đạo đồ vận chuyển, hắn một người thật giống như biến thành mười mấy người, đánh ra mười mấy loại cường đại tiên thuật. Bây giờ, vũ trụ hải cơ hội đều tại Dương Đình trưởng khống dưới, những cái kia cường đại tiên kinh tiên thuật, đều bị Dương Đình bỏ vào trong túi. Đặc biệt là những cái kia công phạt loại đỉnh cấp tiên kinh tiên thuật, Lục Minh nắm bắt tới tay về sau, vừa học liền biết, một hồi chính là viên mãn chi cảnh. Đáng chết, hắn một người, làm sao lại trưởng khống nhiều như vậy tiên thuật? Mà lại mỗi một loại uy lực đều mạnh kinh người. Một người tương đương với mười mấy người. Những cái kia lôi đỉnh cự nhân khiếp sợ giống to. Tiếp tục như vậy, này lên kia xuống, Lục Minh bọn hắn bên này, chẳng mấy chốc sẽ chiếm thượng phong. Một đám phế vật, đồng loạt ra tay, chiến hạm khởi động. Cái kia khôi ngô thanh niên thét dài. Chung quanh, có 12 tàu chiến hạm, có đại lượng tiên đạo sinh linh, trước đó một mực không có xuất thủ, chỉ là vây khốn, mà lúc này, nhận được khôi ngô thanh niên mệnh lệnh, trên chiến hạm tiên đạo sinh linh, bắt đầu thôi động chiến hạm. Chiến hạm phát sáng, từ đầu tàu chỗ bắn ra 12 đạo cột sáng, oanh kích Lục Minh, còn có 2 cái bị nhốt nửa bước vũ trụ. Lục Minh biến sắc, kia 12 tàu chiến hạm oanh ra cột sáng, uy lực phi thường cường đại, liền ngay cả Lục Minh, đều sinh ra một tia cảm giác áp bách. Tuyệt đối có thể uy hiếp được nửa bước vũ trụ. Lục Minh hai tay liên tục vung ra, đánh ra mười mấy thanh tiên binh. Mười mấy thanh tiên binh, bay về phía 12 cái phương hướng, cùng 12 đạo cột sáng đánh vào cùng một chỗ. Nhân cơ hội này, Lục Minh lại xuất hiện tại một cái âm phủ nửa bước vũ trụ trước người, xé đứt trên người hắn lôi đỉnh chi tiên. Cứu ra cái thứ 7. Cùng lúc đó, trận kịch liệt vang lên ầm ầm, Lục Minh 12 thanh tiên binh, bị đánh bay ra ngoài, tứ tán bay loạn, kém chút đánh gãy Lục Minh cùng 12 thanh tiên binh liên hệ. Ngay sau đó, 12 tàu chiến hạm lại phát sáng, tiếp tục bắn ra 12 đạo cột sáng. Lần này, 12 đạo cột sáng, không có bắn về phía Lục Minh, mà là toàn bộ đối chuyển còn lại 2 cái bị nhốt âm phủ cường giả. Lục Minh tốc độ toàn bộ triển khai, phóng tới cuối cùng 2 cái bị nhốt cái kia âm phủ cường giả, trường thương vung ra, ngăn trở lục đạo cột sáng, cứu ra một người, đem trên người này lôi tiên roi kéo đứt. Nhưng Lục Minh coi như tốc độ lại nhanh, cũng không thể đồng thời cứu ra 2 người, hắn muốn đi cứu người cuối cùng thời điểm, cuối cùng chậm một bước, không thể gặp phải. Hắn nguyên bản có 3 thân, nhưng 3 thân phận mở. Nhưng 3 thân một khi tách ra, thực lực sẽ yếu bớt rất nhiều, liền kéo không ngừng lôi đỉnh chi tiên. Chỉ có 3 thân hợp nhất, 3 vạn loài áo nghĩa xen lẫn, bắn ra vượt mức bình thường lực lượng, mới có thể kéo đứt lôi đỉnh chi tiên. Phải biết, lôi tiên roi, thế nhưng là tiên binh. Tiên binh có bao nhiêu kiên cố, không cần nhiều lời, nào có dễ dàng như vậy kéo đứt. Đồng thời, loại này lôi tiên roi, tính bền dẻo 10 phần, đầy co giãn, so với bình thường tiên binh, càng khó làm gãy. Cái kia nửa bước vũ trụ, bị lục đạo chùm ánh sáng đánh trúng, thân thể nổ tung, đánh thành một đoàn huyết khí. Ngay sau đó, lại có càng nhiều cột sáng oanh đến, đem người này triệt để đánh giết. Giết! Lục Minh thét dài, thân hình như thiểm điện tấn công mà đi, người cuối cùng đã cứu không được, vậy liền đến phản kích thời điểm. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại một vị nửa bước vũ trụ cảnh lôi đình cự nhân trước người, hỗn độn hồ lô bay ra, hai đầu đen trắng dây xích ánh sáng bay ra, đem người này quấn chặt lấy. Đen trắng dây xích ánh sáng uy lực, so lôi tiên roi uy lực mạnh hơn rất nhiều. Suy suy suy, đen trắng dây xích ánh sáng nắm chặt, cái kia lôi đình cự nhân thân thể toát ra khói đen, thân thể khôi ngô kém chút bị ghim đoạn, Lục Minh vọt qua, diệt tiên chi nhận lóe lên, cái này nửa bước vũ trụ cảnh lôi đình cự nhân liền bị đánh vì làm hai nửa. Sau đó đen trắng dây xích ánh sáng co vào, đem cái này lôi đình cự nhân thu nhập hỗn độn trong hồ lô. Lục Minh thôi động hỗn độn hồ lô, bắt đầu luyện hóa thu nhập trong đó lôi đình cự nhân. Ra ngoài ý định, luyện hóa lôi đình cự nhân tốc độ, viễn siêu Lục Minh tưởng tượng, so luyện hóa cái khác nửa bước vũ trụ, phải nhanh rất nhiều. Nghĩ lại, Lục Minh liền minh bạch đạo lý trong đó. Hỗn độn hồ lô, vốn là thôn phệ sức mạnh sấm sét lớn mạnh bản thân, có thể cắm rễ ở hỗn độn lôi bạo cùng lôi đình chi nguyên bên trong hấp thu lôi đình năng lượng. Mà lôi đình cự nhân, bản thân tràn đầy lôi điện năng lượng, mặc kệ là tiên thể tiên lực tiên hồn hay là áo nghĩa, đều cùng lôi đình có quan hệ, vừa vặn thành hỗn độn hồ lô chất dinh dưỡng, cho nên, luyện hóa cực nhanh. Đồng thời Lục Minh phát hiện, luyện hóa lôi đình cự nhân thời điểm sinh ra một cỗ năng lượng, bị hỗn độn hồ lô hấp thu, hỗn độn hồ lô đang mạnh lên. Cái này khiến Lục Minh đại hỉ. Nhìn có thể hay không tiếp tục thôi động. Bạch! Không nghĩ tới, đương Lục Minh lần nữa thôi động hỗn độn hồ lô thời điểm, hỗn độn trong hồ lô, lại bay ra hai đầu đen trắng dây xích ánh sáng, đem một vị lôi đỉnh cự nhân quấn chặt lấy. Trước kia, hấp thu một vị sinh linh về sau, tại không có hoàn toàn luyện hóa trước đó, hỗn độn hồ lô rất khó lần nữa thôi động. Mà bây giờ, lại có thể thôi động. Rất hiển nhiên, cái này cùng lôi đỉnh cự nhân có quan hệ, hỗn độn hồ lô, ăn nghiện. Cứu ta! Vị kia bị đen trắng dây xích ánh sáng cuốn lấy lôi đỉnh cự nhân, hoảng sợ giống to. Hắn cảm giác không chút nào có thể nhúc nhích, hoàn toàn bị ghim chết, chỉ cần Lục Minh ra tay với hắn không có lực phản kháng chút nào, như trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Giết, ngăn cản hắn. Mặt khác 6 vị lôi đỉnh cự nhân, hoặc cầm trong tay chiến phủ, hoặc cầm trong tay lôi tiên roi, hướng về Lục Minh đánh tới. Đồng thời, 12 tàu chiến hạm lại lần nữa phát sáng, 12 đạo tiên quang, khóa chặt Lục Minh, chớp mắt đã tới. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Lục Minh căn bản không có khả năng ngạnh kháng. Lấy chiến lực của hắn, chính diện độc chiến 3 vị thậm chí 4 vị nửa bước vũ trụ, đều không có vấn đề, nhưng đối mặt 6 vị tăng thêm 12 tàu chiến hạm, chính diện giao phong, hắn sẽ bị đánh thành tro. Lục Minh lấy vạn vũ hư không kinh tránh né, thân hình chớp động ở giữa, tránh đi tất cả công kích. Chặt đứt kia đen trắng dây xích ánh sáng. Mắt thấy công kích không đến Lục Minh, lôi đỉnh cự nhân, để mắt tới đen trắng dây xích ánh sáng, chỉ cần chặt đứt đen trắng dây xích ánh sáng, như thường có thể cứu ra vị kia lôi đỉnh cự nhân. Bọn hắn vung vẩy chiến phủ, phách chạm tại đen trắng dây xích ánh sáng bên trên, nhưng là, đen trắng dây xích ánh sáng ngoại trừ rung động bên ngoài, một điểm vết tích đều không có, căn bản chém không đứt. Cái này cái gì tiên binh, tán phát dây xích ánh sáng, làm sao như thế cứng rắn. Lôi đỉnh cự nhân chấn kinh, bọn hắn dứt khoát thủ hộ tại cái kia bị đen trắng dây xích ánh sáng cuốn lấy lôi đỉnh cự nhân bên người, dạng này cho dù bị cuốn lấy, Lục Minh cũng không thể đắc thủ. Sau đó, 12 tàu chiến hạm, không ngừng oanh kích Lục Minh. Lấy loại phương thức này kéo dài thời gian sao, là muốn đợi viện binh, hay là có khác cái khác mục đích. Lục Minh trầm ngâm, thân hình không ngừng, liên tục lấp lóe, tránh đi 12 tàu chiến hạm oanh sát. Tiếp tục, chiến hạm bên trong, có cửu biến tiên vương hạ lệnh. Bọn hắn tiếp tục thôi động chiến hạm, bắn ra hủy diệt chi quang, oanh kích Lục Minh. Nhưng Lục Minh tốc độ quá nhanh, từng cái hiện lên. Có chút cột sáng, đánh vào đen trắng dây xích ánh sáng bên trên, nhưng từ đầu đến cuối kích không tối bạch quang liên. Vị kia bị đen trắng dây xích ánh sáng quấn chặt lấy lôi đỉnh cự nhân, phát ra thống khổ gào thét, thân thể của hắn bị đen trắng dây xích ánh sáng quấn quanh địa phương, thật sâu lún xuống dưới, huyết nhục thế mà không ngừng bị ăn mòn, hóa thành năng lượng, bị đen trắng dây xích ánh sáng thôn phệ, đưa vào hỗn độn trong hồ lô. Đen trắng dây xích ánh sáng, không chỉ có trói buộc tác dụng, còn có đáng sợ lực lượng hủy diệt. Hả? Đúng lúc này, Lục Minh phát hiện, hỗn độn trong hồ lô cái kia lôi đình cự nhân, đã bị hoàn toàn luyện hóa, biến thành năng lượng hoàn toàn bị hỗn độn hồ lô hấp thu hết. Hỗn độn hồ lô, khí tức mạnh một mảng lớn, Lục Minh cảm ứng được, hỗn độn trong hồ lô có được một cỗ lực lượng kinh khủng. Không chút nghĩ ngợi, Lục Minh liền thôi động cỗ lực lượng này, lập tức, một cỗ hỏa diễm, sông hỗn độn trong hồ lô tuôn ra, bao trùm tại đen trắng dây xích ánh sáng bên trên, trong nháy mắt kéo dài đến phía trước. Cái kia bị quấn chặt lấy lôi đình thế mà cự nhân, phát ra tiếng kêu thảm, thổi phù một tiếng, thân thể của hắn, thế mà cắt thành 4-5 đoạn. Lục Minh đại hỉ, đen trắng dây xích ánh sáng có hỏa diễm gia trì, uy lực thế mà tăng lên nhiều như vậy, một vị nửa bước vũ trụ hoàn toàn không có sức chống cự, liền bị ghim thành 4-5 đoạn. Hộ thể tiên lực một chút tác dụng đều không có. Đồng thời, đen trắng dây xích ánh sáng quấn chặt lấy cắt thành 4-5 đoạn thân thể, thật nhanh hướng về co lại. Ngăn cản nó. Một cái lôi đình cự nhân giống to, muốn ngăn cản đen trắng dây xích ánh sáng, cứu ra cái kia cắt thành 4-5 đoạn lôi đình cự nhân. Đối phương mặc dù cắt thành 4-5 đoạn, nhưng cũng còn chưa có chết. Lục Minh sao lại làm cho đối phương đạt được, trực tiếp xiết đi lên, vạn đạo đồ vận chuyển tới cực hạn, mười mấy loại đáng sợ tiên thuật, hướng về đối phương đánh tới. 6 cái lôi đình cự nhân, chỉ có thể ngăn cản Lục Minh công kích, mặc dù đem Lục Minh công kích đánh tan, nhưng đen trắng dây xích ánh sáng cũng nắm lấy cơ hội, mang theo cái kia lôi đỉnh cự nhân 4-5 đoạn thân thể, rút về hỗn độn trong hồ lô. Lùi về hỗn độn trong hồ lô, liền bắt đầu thật nhanh luyện hóa. Cùng lúc đó, Lục Minh tiếp tục thôi động hỗn độn hồ lô, miệng hồ lô phát sáng, nhắm ngay trong đó một vị lôi đỉnh cự nhân. Cái kia lôi đỉnh cự nhân kinh hãi, thân thể tràn ngập lôi điện chi lực, phảng phất hóa thành một đạo lôi đình, cấp tốc né tránh, tránh cho bị hỗn độn hồ lô khóa chặt. Trước đó bị đen trắng dây xích ánh sáng tỏa định 2 cái lôi đình cự nhân hạ tràng, bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, Lục Minh lại đem miệng hồ lô nhắm ngay một người khác cũng đồng dạng kinh hãi, nhanh chóng né tránh. Bạch! Lục Minh một cái tung càng, bắt đầu chủ động xuất kích, hướng về một cái lôi đình cự nhân đánh tới, tâm niệm vừa động, vạn đạo đồ vận chuyển, chung quanh hiện ra mấy trăm đóa màu xanh hoa sen, vô tận kiếm khí từ 4 phương 8 hướng, bay về phía một cái lôi đình cự nhân. Đối mặt vô tận kiếm khí công kích, cái này lôi đình cự nhân căn bản là không có cách nhanh chóng né tránh, bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Lúc này, hỗn độn hồ lô lại lần nữa phát huy, đen trắng dây xích ánh sáng bắn ra, đem cái này lôi đình cự nhân quấn chặt lấy. Cái này lôi đình cự nhân, chỉ phát ra một tiếng hét thảm, thân thể liền bị đen trắng dây xích ánh sáng cắt đứt 4-5 đoạn, sau đó bị đen trắng dây xích ánh sáng mang về hỗn độn trong hồ lô. Thứ ba, trong thời gian ngắn, liên tục có 3 vị lôi đình cự nhân, bị Lục Minh thu vào hỗn độn trong hồ lô, sinh tử không biết. Những này, đều là nửa bước vũ trụ A. Hiện trường, tất cả lôi đình cự nhân, đều sắc mặt khó coi. Đặc biệt là cái kia nhìn 20 mấy tuổi lôi đình cự nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá, hắn cùng Hiên Viên đại chiến, từ đầu đến cuối bắt không được Hiên Viên, đồng thời thời gian lâu dài, thế mà dần dần rơi vào hạ phong. Trái lại Âm Phủ cùng Dương Đình đám người, sĩ khí tăng nhiều, dần dần triển khai phản công. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thất bại. Chịu đựng, chờ tiên đế đại nhân giải quyết đối thủ, liền sẽ lập tức chạy đến lúc đó, bọn hắn đều phải chết. Khôi ngô thanh niên gầm nhẹ, thanh âm tại tất cả lôi đình cự nhân trong tai vang lên. Vừa nghĩ tới tiên đế đại nhân, đám người tinh thần lập tức đại chấn, toàn lực xuất thủ, coi như không thể đánh giết Âm Phủ cùng Dương Đình đám người, cũng muốn kéo dài thời gian. Đồng thời, 12 tàu chiến hạm, cũng toàn lực khởi động, thỉnh thoảng đối đám người bắn ra một đạo quang trụ, đối Âm Phủ cùng Dương Đình đám người tạo thành áp lực cực lớn. Mà lúc này, Lục Minh đã thẳng hướng vị thứ tư lôi đình cự nhân. Còn lại lôi đình cự nhân, đã có kinh nghiệm, không dám đơn độc hành động, mà là hội tụ vào một chỗ, hợp lực đối kháng Lục Minh. Nhưng Lục Minh lại đột nhiên thay đổi phương hướng, không có ra tay với bọn họ, mà là thẳng hướng trong đó một chiếc chiến hạm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lục Minh liên tục thôi động vạn đạo đồ, bộc phát mười mấy loại đỉnh cấp tiên thuật, đây là phi thường tiêu hao lực lượng. Tăng thêm, thôi động hỗn độn hồ lô, cũng rất tiêu hao lực lượng, giờ phút này, Lục Minh thể nội tiên lực, đã không nhiều lắm. Tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, có lẽ hắn còn có thể đánh giết 2 tôn nửa bước vũ trụ lôi đỉnh cự nhân, nhưng hắn tự thân tiên lực cũng sẽ hao hết. Ngăn trở hắn. Trên chiến hạm lôi đỉnh cự nhân, nhìn thấy Lục Minh vọt tới, biết Lục Minh mục đích, toàn lực thôi động trận pháp, chiến hạm bị một tầng màn sáng bao trùm. Chiến hạm, tự nhiên không phải chỉ có thể công kích, phòng ngự đồng dạng cường đại. Lục Minh trong tay xuất hiện một thanh tiên đao, phất tay, một đạo to lớn đao quang nổi lên, chém về phía chiến hạm. Đây là diệt tiên chi nhận. Phá trận, loại này đơn thể công kích mạnh nhất tiên thuật mới có hiệu quả nhất, mà lại tiết kiệm tiên lực. Oanh! Chiến hạm phòng ngự màn sáng, khoảng cách chấn động, trên đó xuất hiện một vết nứt. Trên chiến hạm Lôi Đình Cự Nhân, sắc mặt đại biến. Trên chiến hạm phòng ngự, thế nhưng là có thể ngăn cản một vị nửa bước vũ trụ trăm lần công kích trở lên, nhưng bây giờ, Lục Minh một chiêu, liền đem phòng ngự màn sáng, đánh ra một vết nứt. Bực này lực công kích, đơn giản kinh khủng, xa xa không là bình thường nửa bước vũ trụ có thể so sánh, đây là cửu biến tiên vương sao. Vù vù! Lục Minh trong tay chiến đao liên tục khôi phục, lại có hai đạo diệt tiên chi nhận bay ra, chạm tại màn sáng phía trên, lần này, màn sáng rốt cục ngăn cản không nổi, phá thành mảnh nhỏ. Cho ta ăn đi! Lục Minh thôi động hỗn độn hồ lô, hai đầu đen trắng dây xích ánh sáng lại bay ra ngoài, xông vào chiến hạm bên trong, giống như hai đầu trường xà, không ngừng quấn quanh, đem từng cái Lôi Đình Cự Nhân quấn chặt lấy. Cửu biến tiên vương, còn có thể hơi một chút chống cự, bị đen trắng dây xích ánh sáng quấn chặt lấy, bị cắt đứt thành mấy tiết. Mà cửu biến tiên vương phía dưới Lôi Đình Cự Nhân, thì càng thảm rồi, chỉ cần bị đen trắng dây xích ánh sáng quấn chặt lấy, thân thể trực tiếp hóa khí, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, dọc theo đen trắng dây xích ánh sáng đưa vào hỗn độn trong hồ lô. Những này Lôi Đình Cự Nhân, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm lôi đình chi lực, trở thành hỗn độn hồ lô thuốc bổ. Hỗn độn hồ lô hấp thu những này thuốc bổ về sau, đang không ngừng tăng cường, hỗn độn hồ lô chỗ sâu, có một cỗ lực lượng kinh khủng dần dần hiển hiện. Cỗ lực lượng này, cùng vũ trụ cảnh tồn tại ẩn chứa chân thực chi lực, có chút tương tự. Cái này khiến Lục Minh xác định, hỗn độn hồ lô, tuyệt đối là viễn siêu tiên binh bảo vật. Kỳ thật, phổ thông tiên binh, cũng ẩn chứa một tia chân thực chi lực, nhưng hàm lượng cực ít, vũ trụ cảnh phía dưới, căn bản không khởi động được cỗ này chân thực chi lực. Chỉ có rơi trên tay vũ trụ cảnh, mới có thể thôi động cỗ này chân thực chi lực, để tiên binh bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Đáng chết, ngăn cản hắn. Cái kia nhìn hai mươi mấy tuổi khôi ngô thanh niên giống to. Nhưng là, những cái kia nửa bước vũ trụ cấp bậc Lôi Đình Cự Nhân, hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám tới gần Lục Minh. Nửa bước vũ trụ chi thể, dưới tình huống bình thường, bất tử bất diệt, cho dù bị đánh thành bột mịn, đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhưng là Lục Minh cái kia hỗn độn hồ lô quá tà môn, một khi bị nuốt vào hỗn độn trong hồ lô, hơn phân nửa hữu tử vô sinh. Như thế một do dự, kia tàu chiến hạm bên trên hơn nửa cuộc đời linh, bị hỗn độn hồ lô diệt sát, hóa thành năng lượng bị thôn phệ. Đón lấy, Lục Minh vừa sải bước ra, hướng về thứ hai tàu chiến hạm phóng đi. Lui, mau lui lại. Khôi ngô thanh niên giống to, chiến hạm ầm ầm lui về phía sau, nhưng là chiến hạm hình thể to lớn, tốc độ nào có Lục Minh nhanh như vậy, trong chớp mắt bị Lục Minh đuổi kịp, theo nếp bảo chế, phá vỡ phòng ngự, sau đó hỗn độn hồ lô đại phát thần uy, diệt sát trên chiến hạm sinh linh. 12 tàu chiến hạm bên trên, tiên đạo sinh linh tổng cộng cộng lại khoảng chừng hơn 3.000, bình quân mỗi một tàu chiến hạm bên trên tiên đạo sinh linh có 250 vị. Hiện tại, liên tục hai chiếc trên chiến hạm tiên đạo sinh linh đều bị Lục Minh hủy diệt, trọn vẹn vượt qua 500 vị tiên đạo sinh linh, hóa thành lôi đình năng lượng, bị hỗn độn hồ lô hấp thu. Đây là một cái con số kinh người. Nhớ năm đó, Hồng Hoang Vũ Trụ chưa hủy diệt trước đó, tiên đạo sinh linh cũng mới hơn 300 mà thôi. 500 vị tiên đạo sinh linh, trong đó tiên vương có 30 mấy vị, hóa thành năng lượng quá hùng hậu, Lục Minh cảm giác hỗn độn hồ lô khí tức đang không ngừng tăng lên. Rút lui, toàn bộ rút lui. Lúc này, cái kia khôi ngô thanh niên giống to. Không cần thiết tái chiến tiếp, hắn biết rõ, tiếp tục đánh, cũng không làm gì được Lục Minh bọn người, đồng thời bọn hắn sẽ còn bị Lục Minh từng cái đánh tan. Trước tiên lui đi, chờ tiên đế tin tức, sau đó hội tụ lực lượng mạnh hơn, nhất cử hủy diệt Dương Đình âm giới, đây mới là thượng sách. Còn lại chiến hạm, tốc độ cao nhất lui lại một bên bắn ra cột sáng yểm hộ tự thân. Mà những cái kia nửa bước vũ trụ cấp bậc Lôi Đình Cự Nhân, không còn tiến công, mà là hội tụ vào một chỗ, theo sát lấy chiến hạm rút lui. Lục Minh bọn hắn, cũng không có truy kích. Một cái là giặc cùng đường chớ đuổi, không biết đối phương còn có hay không những cường giả khác. Một cái khác là Lục Minh chính bọn hắn trạng thái cũng không tốt. Lục Minh tự thân, tiên lực hao tổn nghiêm trọng, trèo chống không được quá lâu. Mà những người khác trạng thái, cũng không tốt. Hiên Viên đại chiến lâu như vậy, tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, âm phủ những cao thủ kia, trước đó bị lôi tiên roi vây khốn, thụ thương không nhẹ, hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Đánh lâu xuống dưới, đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Lục Minh chính là minh bạch điểm này, mới công kích chiến hạm của đối phương, khiến cho đối phương rút đi. Việc cấp bách là cùng Đường Phong bọn người tụ hợp, lại đem việc này cáo chi Diệp Thanh, có Diệp Thanh xuất thủ mới có thể vạn vô nhất thất. Lục đình chủ, đa tạ cứu giúp. Đa tạ. Âm phủ người hướng Lục Minh ôm quyền. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía Hiên Viên ánh mắt cũng có chút phức tạp. Hiện tại, bọn hắn đã biết Hiên Viên chân thực thân phận, còn có thể để Hiên Viên tiếp tục làm âm phủ phủ chủ sao? Tiếp tục để Hiên Viên đương âm phủ phủ chủ, kia âm phủ đem một mực bị quản chế tại Dương Đình. Chư vị, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, những cái kia lôi đình cự nhân, thực lực cường đại, căn bản không phải âm phủ có thể đơn độc ngăn cản, chỉ có hợp tác với Dương Đình mới có thể đối kháng những cái kia lôi đình cự nhân. Hiên Viên sao lại không biết ý nghĩ của mọi người, bình tĩnh nhắc nhở đám người một câu. Âm phủ đám người gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Trước tiên phản hồi âm phủ lại nói. Lục Minh nói, đám người hướng về âm phủ tổng bộ bay đi, nhưng còn không có trở lại âm phủ tổng bộ, phía trước hư không bỗng nhiên tràn ngập gợn sóng, đón lấy, một thân ảnh trống rỗng hiển hiện. Ngay từ đầu, đám người kinh hãi, còn tưởng rằng lôi đình cự nhân đuổi tới, nhưng ngay lúc đó liền lộ ra vui mừng. Diệp Thanh, người tới lại là Diệp Thanh. Diệp Thanh tiền bối, sao người lại tới đây? Lục Minh nghênh đón tiếp lấy. Những năm này Diệp Thanh một mực tại tiên cấp chiến trường lực lượng đầu nguồn luyện chế khôi lỗi chiến thể, Lục Minh nguyên bản định trở về Dương Đình về sau, tự mình đi một chuyến, đem lôi đình cự nhân một chuyện cáo chi, không nghĩ tới còn không có trở lại âm phủ, Diệp Thanh liền đến. Ta luyện chế tốt khôi lỗi chiến thể, trở về Dương Đình, liền nghe nói âm giới xảy ra chuyện, ta liền lập tức chạy đến, vừa tới âm phủ, liền cảm ứng được khí tức của các ngươi. Diệp Thanh giải thích nói, bất quá là lấy truyền âm phương thức, khôi lỗi chiến thể một chuyện, trước không thể để cho những người khác biết được. Tiền bối, âm phủ xuất hiện một nhóm lôi đình cự nhân, cao thủ đông đảo, thực lực cường đại, bọn hắn thân cao 5 mét, toàn thân tràn ngập lôi đình. Lục Minh đem lôi đình cự nhân bề ngoài, hình dung một lần, sau đó hỏi thăm Diệp Thanh, biết được những này lôi đình cự nhân lai lịch sao? Diệp Thanh nhíu mày suy tư, sau đó lắc đầu. Hắn cũng không biết những này lôi đình cự nhân lai lịch. Ngươi nói, khí tức của bọn hắn, cùng tiên cấp chiến trường có chút tương tự, hoài nghi là tiên cấp chiến trường nguyên bản sinh linh. Diệp Thanh hỏi, không sai, nhưng tiên cấp chiến trường sinh linh, không phải đều hóa quang mà đi sao, bọn hắn làm sao xuất hiện? Lục Minh nghi hoặc, vấn đề này, có thể đi trở về hỏi một chút Ám Giả Sắc Vi cùng Cầu Cầu, bọn hắn có lẽ biết. Diệp Thanh nói, Cầu Cầu cùng Ám Giả Sắc Vi, ban đầu là Diệp Thanh từ tiên cấp chiến trường mang về Hồng Hoang Vũ Trụ. Đối với cả hai, Diệp Thanh vẫn là rất chú ý. Những năm này, cũng không ít chỉ điểm hai tu luyện. Mặc dù Cầu Cầu thiên phú đặc thù, cho dù là Diệp Thanh cũng không có nhiều có thể chỉ điểm, nhưng cho một chút tiên binh xem như Cầu Cầu khẩu phần lương thực, vẫn là có thể. Tiền bối, trước đó những cái kia lôi đình cự nhân vừa đào tẩu không lâu, tiền bối có thể ra tay đem đối phương chặn giết. Lục Minh hỏi, đã Diệp Thanh tới, liền trực tiếp để Diệp Thanh xuất thủ tốt, có Diệp Thanh tại, cũng không sợ đối phương còn có bao nhiêu cao thủ. Nhưng Diệp Thanh sắc mặt lại ngưng trọng xuống tới, nhìn về phía âm giới một phương hướng nào đó, nói, bên kia, có vũ trụ cảnh lực lượng tại giao phong. Cái gì? Phía sau nói chuyện, Diệp Thanh cùng Lục Minh nhưng không có ẩn tàng, giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Có vũ trụ cảnh lực lượng tại giao phong, có ý tứ gì? Không chỉ một vị vũ trụ cảnh. Cái hướng kia, là bây giờ Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ vị trí, chẳng lẽ, có người cùng Tiết Vũ Trụ bộc phát đại chiến? Hỗn Khư Vô Cực suy đoán. Không sai. Diệp Thanh hai con ngươi, nhìn chằm chằm cái hướng kia, phảng phất có thể xem thấu vô tận hỗn độn, nhìn thấy xa xôi Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, tiếp tục mở miệng, có chiến hạm khổng lồ công kích Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ, chính là các ngươi nói tới lôi đình cự nhân, trong đó, có một tôn lôi đình cự nhân, đạt đến vũ trụ cảnh, đang cùng Tiết Vũ Trụ chém giết, khó phân thắng bại. Hiện trường đám người, trong lòng ứa ra hàn khí, sắc mặt có chút tái nhợt. Lôi đình cự nhân bên trong, lại có vũ trụ cảnh tồn tại, cái này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vũ trụ cảnh tồn tại, xưa nay hiếm thấy, tại dĩ vãng, cái này cấp bậc tồn tại, vì thế nhân biết, chỉ có thiên tri tộc. Nhưng từ khi thiên tri tộc cường giả vẫn lạc tại tạo vật tiên khuyết, thương thiên cùng hoàng thiên đại vũ trụ tự phong về sau, vũ trụ cảnh tồn tại, một cái tiếp một cái xuất hiện. Chẳng lẽ những người này, trước kia đều đang tránh né thiên tri tộc sao? Rất rõ ràng, Lôi Đình Cự Nhân chia binh hai đường, một đường thiết kế tiến đánh âm phủ, một đường từ vũ trụ cảnh dẫn đội tiến đánh Bỉ Ngạn Đại Vũ Trụ. Tiền bối, vũ trụ cảnh chỉ có một người sao? Lục Minh hỏi. Chỉ có một người. Diệp Thanh gật gật đầu, nói các ngươi trước tiên phản hồi âm phủ, ta đi xem một chút. Tiền bối, Dương Đình có biến. Lúc này, Lục Minh vội vàng mở miệng, trong tay của hắn xuất hiện ba khối ngọc bài. Ba bài cùng nứt, Dương Đình xảy ra chuyện lớn. Nghĩ đế, Thượng Thanh Lão Tổ đám người sắc mặt đại biến. Lúc này Dương Đình cao tầng liên lạc hồn bài. Có chuyện trọng đại phát sinh, bóp nát một khối hồn bài. Có tai nạn tính sự tình phát sinh, bóp nát hai khối hồn bài, mà bây giờ, ba bài cùng nứt, đây là có hủy diệt tính sự tình phát sinh. Ta vừa tới đều vô sự, đi, về Dương Đình. Diệp Thanh biến sắc, các ngươi về trước âm phủ, sau đó dẫn người đến Dương Đình cùng chúng ta tụ hợp. Lục Minh đối âm phủ đám người nói một câu. Lục Minh căn dặn âm phủ người sau khi quay về, tiến về Dương Đình, cùng bọn hắn tụ hợp. Hắn biết, âm phủ người, sẽ đáp ứng. Vũ trụ hải vừa bình tĩnh trở lại không bao lâu, lại loạn. Lôi Đình Cự Nhân, ngay cả vũ trụ cảnh đều có, nửa bước vũ trụ số lượng càng nhiều, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ bằng vào hiện tại âm phủ, tuyệt đối khó mà chỉ lo thân mình, chỉ có cùng Dương Đình bão đoàn, mới có thể sinh tồn được. Diệp Thanh vung tay lên, mang theo Lục Minh, còn có nghĩ đến một nhóm 6 người, phá không rời đi, cấp tốc chạy về Dương Đình. Chúng ta trở về âm phủ, triệu tập tất cả mọi người, bay về phía Dương Đình. Hiên Viên lập tức phân phó. Đám người gật gật đầu, không có phản đối. Bây giờ thế cục không rõ, chọn lựa như vậy mới an toàn nhất. Tiếp tục lưu lại âm giới, đối phương nếu là vũ trụ cảnh đánh tới, nhưng tùy tiện toàn diệt bọn hắn, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Diệp Thanh mang theo Lục Minh bọn người, cấp tốc chạy về Dương Đình, không bao lâu, bọn hắn liền trở về Hồng Hoang Vũ Trụ, gặp được Đường Phong. Đường Phong, chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh hỏi. Tiền bối, ngay tại ngươi rời đi không lâu, ta nhận được tin tức, có người tiến đánh thần hồn vũ trụ cùng thánh quang vũ trụ, chúng ta lưu tại hai đại vũ trụ cao thủ toàn diệt, hai đại vũ trụ đã bị hủy diệt. Đường Phong nói, hai đại vũ trụ bị hủy rồi. Lục Minh đám người sắc mặt biến đổi. Đúng vậy, triệt để hủy diệt, vũ trụ chi tâm bị rút ra, ở trong sinh linh, toàn diệt. Đường Phong nói, Dương Đình bây giờ các đại vũ trụ, cũng đều tách ra. Hồng Hoang, Vạn Linh, Tiên Trùng, Sơn Hải những này đại vũ trụ, tự nhiên nhất tới gần Dương Vũ Trụ Hải, mà lúc đầu thần hồn, Thánh Quang, Ngọc Thanh chờ vũ trụ, bị trục xuất, cách xa Dương Vũ Trụ Hải, cùng bọn hắn cách rất xa nhau. Mục đích, là để mấy đại vũ trụ sinh linh tu luyện gian nan, tăng thêm thiếu khuyết tài nguyên, vĩnh viễn cũng sinh ra không được tiên đạo sinh linh. Đồng thời, Dương Đình còn phái bộ phận chân tiên cùng tiên vương chấn thủ. Hiện tại, bộ phận này chấn thủ tiên đạo sinh linh, cũng diệt sạch. Là ai làm, chẳng lẽ cũng là Lôi Đình Cự Nhân? Lục Minh hỏi. Không phải. Đường Phong lắc đầu, nói trước đó, Ngư Hoàng vừa vặn tại kia phụ cận làm việc, cảm ứng được dị thường, tiến đến xem xét, gặp một nhóm đặc thù sinh linh, cùng đối phương giao thủ, người bị thương nặng, chỉ còn lại một nửa thân thể trốn về đến, hắn nói, đối phương là một đám giống như sương mù bình thường sinh linh. Giống như sương mù bình thường sinh linh. Lục Minh, Diệp Thanh bọn người tất cả đều nhíu mày, bọn hắn trong đầu lục soát các loại tin tức, nhưng đều mua có tìm tới có quan hệ như sương mù sinh linh tin tức. Lại là một loài không biết sinh linh. Để Ngư Hoàng tới, ta muốn kỹ càng hỏi một chút hắn. Diệp Thanh nói. Đường Phong gật gật đầu, truyền ra tin tức, một hồi, Ngư Hoàng liền đến. Ngư Hoàng sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, một bước nguyên khí đại thương bộ dáng. Lục Minh bọn người, cũng chỉ có thể biểu thị đồng tình, gia hỏa này trong khoảng thời gian này vận khí quá kém, mỗi lần thụ thương đều có hắn. Ngư Hoàng, nói rõ chi tiết nói ngươi gặp phải sinh linh, có cái gì đặc điểm? Diệp Thanh nói, thân thể bọn họ giống như sương mù cấu thành, trong khi xuất thủ, sương mù tràn ngập, biến ảo chập chờn, có thể chế tạo huyễn cảnh, có được kịch độc, ta gặp phải chỉ là một nhóm nhỏ. Trong đó có hai vị nửa bước vũ trụ, ta không địch lại trọng thương, liều chết mới trốn về đến. Ngư Hoàng nói đơn giản một lần. Đối phương hủy diệt thần hồn cùng thánh quang về sau, liền tiếp tục tiến đánh Ngọc Thanh vũ trụ, giờ phút này, Ngọc Thanh đại vũ trụ, chỉ sợ đã bị diệt. Đường Phong nói, lập tức tập hợp tất cả lực lượng, tạo thành tiên trận, cùng đối phương một trận chiến. Còn có, Đường Phong, ngươi đi một chuyến luân hồi bí địa, mang về ám giả sắc vi, có lẽ, nàng biết đối phương tin tức. Diệp Thanh phân phó. Đất luân hồi những cường giả kia, như sư cũng chờ, cũng đều là đến từ tạo vật đại lục sinh linh, bọn hắn trước đó hỏi qua, nhưng bọn hắn cũng không biết lôi đỉnh cự nhân bị sương mù sinh linh là lai lịch gì. Hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người ám giả sắc vi, dù sao, ám giả sắc vi ra, chính là vũ trụ cảnh, nàng có lẽ biết nhiều bí mật hơn. Đám người lập tức bắt đầu hành động. Lúc này, một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm giáng lâm Ngọc Thanh Đại Vũ Trụ, không lâu sau đó, Ngọc Thanh Đại Vũ Trụ đã phá thành mảnh nhỏ, triệt để đi hướng hủy diệt, vũ trụ chi tâm bị rút đi, toàn bộ sinh linh diệt vong, so với lúc trước Hồng Hoang Vũ Trụ còn thảm. Hồng Hoang Vũ Trụ, chí ít vũ trụ chi tâm giữ lại, còn có khôi phục khả năng. Mà Ngọc Thanh Đại Vũ Trụ, lại khó khôi phục, theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng tĩnh mịch, cuối cùng bị hỗn độn đồng hóa, hóa thành hỗn độn một bộ phận. Đi tới một cái vũ trụ. Thanh âm truyền ra, chiến hạm khổng lồ, rời đi Ngọc Thanh Đại Vũ Trụ, hướng về Dương Vũ Trụ Hải phương hướng bay đi. Khoảng cách Vũ Trụ Hải cực kỳ xa xôi một mảnh hỗn độn trong hư không, một vị đạo nhân xếp bằng ở hư không bên trong. Vị này đạo nhân, người mặc thái cực lưỡng nghi đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, nhưng sắc mặt hồng nhuận, râu dài không gió mà bay. Đạo nhân thân thể, to lớn vô biên, có thể so với một cái đại vũ trụ, hắn ngồi xếp bằng chung quanh, hỗn độn chi khí bị ma diệt, xuất hiện mảng lớn chân không. Đồng thời, tại xung quanh thân thể của hắn, có mấy trăm cái mặt trời nổi lên, sau đó lại dập tắt. Những này mặt trời cùng đạo nhân thân thể so sánh, tựa như bụi bặm. Như thế hiện dập tắt lại 9 lần về sau, bốn phương tám hướng, vô tận hỗn độn chi khí tụ đến, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cái đại vũ trụ hình thức ban đầu, sau một lúc lâu, đại vũ trụ hình thức ban đầu cũng biến mất không còn tăm tích, một lần nữa hóa thành hỗn độn chi khí. Ngay tại Ngọc Thanh Đại Vũ Trụ bị hủy diệt trong nháy mắt, đạo nhân hai con ngươi mở ra, bắn ra hai chùm sáng, bay về phía hỗn độn hư không bên trong, những nơi đi qua, hỗn độn khí bị ma diệt, xuất hiện hai đầu mấy vạn ức dặm khu vực chân không. Thở dài một tiếng, ung dung vang lên. Năm đó lúc rời đi ấn ký bị thúc giục, Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Tam Đại Vũ Trụ diệt sạch, lão đạo những hậu nhân này, cũng quá vô dụng. Bất quá, dù sao cũng là lão đạo hậu nhân, cái công đạo này, nhất định phải đòi lại, bất kể là ai. Thoại âm rơi xuống, đạo nhân thân thể, đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Phong bọn người rời đi về sau, Diệp Thanh vẫy tay một cái, nhất trọng màn sáng đem Lục Minh cùng Diệp Thanh hai người bao phủ, ngăn cách ngoại giới. Lục Minh, hồn nhất hạc thi thể, đã luyện thành khôi lỗi chiến thể, ta hiện tại cho ngươi. Diệp Thanh vung tay lên, một con thường nhân lớn nhỏ tiên hạc bay ra. Chính là hồn nhất hạc chân thân, Lục Minh có thể cảm giác được, bên trong tràn ngập lực lượng cường đại. Nếu không phải mượn nhờ lực lượng đầu nguồn chân thực chi lực, kinh khủng không có dễ dàng như vậy luyện chế thành công, ta tại hồn nhất hạc trong thân thể, mở ra một cái chân thực nguồn suối, chứa đựng đại lượng chân thực chi lực, kém chút đưa tới lực lượng đầu nguồn bạo động. Bất quá, có cái này chân thực nguồn suối, có thể để hồn nhất hạc khôi lỗi chiến thể đại chiến năng lực kéo dài hơn, cũng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Diệp Thanh giải thích nói. Nhưng Lục Minh lại có chút chần chờ, hắn không biết đem hồn nhất hạc khôi lỗi chiến thể thu nhập đến địa phương nào. Khôi lỗi chiến thể lực lượng quá mạnh, chứ vật giới chỉ khẳng định không được, sẽ bị no bảo. Như Thái Thượng Tiên Đỉnh dạng này tiên binh ngược lại là có thể, nhưng khí tức dễ dàng tràn ra. Thái Thượng Tiên Cung cũng là như thế. Người hỗn độn hồ lô có thể thu nạp. Diệp Thanh nhắc nhở. Lục Minh lập tức kịp phản ứng. Hỗn độn hồ lô có thể thu nạp hồn nhất hạt luyện thành khôi lỗi chiến thể. Hỗn độn hồ lô, không gian bên trong, tràn ngập hủy diệt năng lượng, đem sinh linh thu vào đi, nhưng nhanh chóng luyện hóa, nửa bước vũ trụ đều muốn triệt để vẫn diệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại Lục Minh tận lực thôi động phía dưới, nếu là Lục Minh không đi thôi động, hỗn độn hồ lô bên trong, là an toàn. Hoàn toàn có thể đem khôi lỗi để vào hỗn độn hồ lô bên trong. Hồn nhất hạt luyện thành khôi lỗi chiến thể, trải qua ta tăng cường, mặc dù chiến lực cường đại, đối vũ trụ cảnh phía dưới, nhưng nhẹ nhõm nghiền ép, coi như đối mặt hồn nhất hạc khi còn sống cái chủng loại kia thực lực cũng không sợ, nhưng đối đầu với những cái kia uy tín lâu năm vũ trụ cảnh, chỉ sợ cũng lực có thua, muốn đưa đến tác dụng, nhất định phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, người hỗn độn hồ lô, huyền diệu vô cùng, nhưng hoàn toàn ngăn cách nội ngoại hai giới, đem khôi lỗi chiến thể để vào hỗn độn hồ lô bên trong. Coi như cái khác vũ trụ cảnh, đều khó mà phát hiện, vẹn toàn đôi bên. Diệp Thanh nói. Lục Minh gật gật đầu, tế ra hỗn độn hồ lô, đem khôi lỗi chiến thể thu nhập hỗn độn hồ lô bên trong. Diệp Thanh cẩn thận cảm ứng một chút, lộ ra hài lòng biểu lộ, nói, quả nhiên không cảm ứng được, không có chút nào khí tức tiết lộ, ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa, thuần thục trường khống, đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ tới, không, lập tức liền muốn tới. Diệp Thanh ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó, nói, những cái kia sương mù sinh linh, chính thẳng hướng vạn linh đại vũ trụ, không lâu liền sẽ đến. Lục Minh biến sắc, không kịp luyện hóa khôi lỗi chiến thể. Thần hồn, thánh quang, Ngọc Thanh có thể diệt, nhưng vạn linh đại vũ trụ, tuyệt đối không thể diệt. Tất cả nửa bước vũ trụ, theo ta cùng lúc xuất phát, tiến về vạn linh đại vũ trụ, không ở chỗ này địa người, không cần tới này tụ hợp, trực tiếp tiến về vạn linh vũ trụ tụ hợp. Lục Minh lập tức truyền xuống từng đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, ở đây nửa bước vũ trụ, toàn bộ đến tụ hợp. Hết thảy có 7 người. Những người khác, phân biệt tại riêng phần mình đại vũ trụ, không kịp chạy đến. Từ hỗn độn thông đạo đi. Lục Minh nói, Dương Gian trải qua nhiều năm hỗn chiến, rất nhiều hỗn độn thông đạo đều bị hủy, Dương Đình trùng kiến về sau, Lục Minh lập tức hạ lệnh trùng kiến hỗn độn thông đạo. Bất quá, hỗn độn đại vũ trụ bị diệt, cơ hồ không có sinh linh sống sót, chỉ có một cái hỗn độn nặng số không. Còn tốt, hỗn độn nặng số không là nửa bước vũ trụ cấp bậc tồn tại, thực lực cường đại, tăng thêm cái khác nửa bước vũ trụ phối hợp, rất nhiều hỗn độn thông đạo đều được chữa trị. Cho dù là bọn hắn, cưới hỗn độn thông đạo, tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Coi như ngươi tu vi mạnh hơn, xuyên qua hỗn độn hư không, vẫn là lại nhận trở ngại, nào có hỗn độn thông đạo như vậy thông suốt. Bây giờ, hỗn độn thông đạo mặc dù không có lấy trước như vậy nhiều, nhưng hiện có các đại vũ trụ ở giữa hỗn độn thông đạo, đều xuyên suốt. Bọn hắn từ hỗn độn thông đạo đi, rất nhanh, đã đến vạn linh vũ trụ, cùng Giao Hoàng cùng Linh Hoàng tụ hợp. Không lâu, cái khác vũ trụ cường giả, cũng thông qua hỗn độn thông đạo, chạy tới vạn linh đại vũ trụ. Dương Đình tất cả cường giả, đều đến đông đủ. Tiên Trùng vũ trụ 3 vị nửa bước vũ trụ, Sơn Hải đồng dạng 4 vị, Vạn Linh 2 vị, Thượng Thanh 2 vị, tăng thêm 3 vị luân hồi đọa lạc giả, Lục Minh, Yến Hành cùng hỗn độn nặng số 0, hết thảy 17 vị nửa bước vũ trụ. Nói đúng ra, Lục Minh không phải nửa bước vũ trụ, nhưng hắn chiến lực mạnh hơn nửa bước vũ trụ. Còn có một cái vũ trụ cảnh Diệp Thanh. Đường Phong bởi vì tiến về luân hồi bí địa tìm ám giả sắc vi, còn không có gấp trở về. Năm đó, thần hồn đại vũ trụ, còn để lại một chút thi khôi, nhưng bọn hắn khó mà lợi dụng. Thần hồn đại vũ trụ nhiếp hồn thuật cùng nhiếp hình thuật, điều kiện tu luyện hà khắc, cần cực kỳ cường đại tiên hồn, thần hồn đại vũ trụ tiên thiên điều kiện phù hợp, mới có thể tu luyện thành công. Những năm này, Dương Đình các cường giả cũng cẩn thận nghiên cứu qua nhiếp hồn thuật cùng nhiếp hình thuật, muốn tu luyện thành công, trưởng khống những cái kia thi khôi. Dù sao, thần hồn đại vũ trụ lưu lại nửa bước vũ trụ cấp bậc thi khôi, liền nhiều đến 8 cỗ, lãng phí quá đáng tiếc, nếu là có thể trưởng khống, sẽ là một cỗ cực mạnh lực lượng. Đáng tiếc, cuối cùng thời gian quá ngắn, mặc dù lấy được một chút tiến triển, nhưng khoảng cách trưởng khống, còn kém xa lắm. Về phần âm phủ cường giả, còn không có nhanh như vậy chạy đến. Bọn hắn nhanh đến, đi, chúng ta đi phía trước nghênh chiến. Diệp Thanh đạo, đi đầu dậm chân mà đi. Những người khác theo sát phía sau. Đại chiến, tốt nhất là đặt ở hỗn độn hư không bên trong, đặt ở vạn linh đại vũ trụ, quá nguy hiểm. Một khi có vũ trụ cảnh cấp bậc giao phong, rất dễ dàng hủy diệt đại vũ trụ. Bọn hắn đi tới cách vạn linh đại vũ trụ một khoảng cách hỗn độn trong hư không, nơi này, cho dù bộc phát cấp vũ trụ khác đại chiến, cũng sẽ không tác động đến vạn linh đại vũ trụ. Đám người đứng ở hỗn độn hư không, riêng phần mình nuốt xuống một chút tiên dược dịch, chậm rãi luyện hóa, đem tự thân lực lượng, bảo trì tại đỉnh phong. Đến rồi. Bỗng nhiên, Diệp Thanh mở miệng. Ầm ầm. Phía trước, truyền đến kịch liệt oanh minh, hỗn độn lăn lộn, một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm, như bài sơn đảo hải, phá vỡ hỗn độn chi khí, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rất nhiều người con ngươi co rụt lại. Chiến hạm, quá khổng lồ, so rất nhiều sao thần đều muốn khổng lồ gấp trăm lần. Toàn thân ngân bạch, lấy một loại kỳ lạ kim loại chế tạo thành. Kia là bí ngân tiên kim, cả tàu chiến hạm, đều là lấy bí ngân tiên kim chế tạo thành. Thượng Thanh Lão Tổ khiếp sợ quát khẽ. Những người khác trong lòng cũng là đại chấn. Bí ngân tiên kim, một loại đỉnh cấp kim loại vật liệu, riêng lấy tài liệu các loại cấp tới nói, đủ để luyện chế tiên binh. Chỉ là vũ trụ hải không ai có thể luyện chế tiên binh, nguyên nhân trọng yếu nhất là không cách nào điều khiển chân thực chi lực. Muốn luyện chế thành tiên binh, hạch tâm nhất địa phương, chính là muốn dung nhập một tia chân thực chi lực. Đương nhiên, dung nhập chân thực chi lực, cũng là muốn giảng cứu phương pháp, cũng chính là luyện binh chi pháp, phương pháp không đúng, có chân thực chi lực cũng uổng công. Lúc trước, Thường Thiên tộc luyện chế nguy tiên binh, tài liệu các loại cấp, đều đạt tới yêu cầu, cũng có vũ trụ cảnh tham dự, nhưng cuối cùng chỉ có thể luyện chế duy nhất một lần nguy tiên binh, chính là thiếu khuyết luyện binh chi pháp. Có thể luyện chế tiên binh vật liệu, toàn bộ vũ trụ hải cực ít, bí ngân tiên kim, cũng có người từng chiếm được, nhưng số lượng cực ít, toàn bộ vũ trụ hải toàn bộ tìm ra, đoán chừng sẽ không vượt qua vạn cân. Mà bây giờ, đối phương kia so sao trời còn muốn khổng lồ gấp trăm lần chiến hạm, toàn thân đều lấy bí ngân tiên kim chế tạo thành, đây là nhiều ít vạn cân rồi. Thủ bút thật lớn a. Chiến hạm phát sáng, trên đó có vô số phù văn tại du tẩu, hợp thành một tòa đại trận, hiện một tầng màn sáng, đem chiến hạm bao phủ ở bên trong. Có thể nhìn thấy, trên chiến hạm hiện đầy các loại vết lõm, có vết kiếm, vết đao, tiễn lỗ các loại, còn có một số dấu vết, không cách nào phân biệt, tựa hồ là không biết sinh linh móng vuốt lưu tại phía trên. Nhưng đây không phải làm người khác chú ý nhất. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là đầu thuyền. Ở đầu thuyền, ngồi xếp bằng một tôn thân ảnh khổng lồ, có thể có chiến hạm 1/5 lớn như vậy, tản mát ra kinh người đến cực điểm khí tức. Đạo thân ảnh này, cũng không phải là hoặc là sinh linh, tựa hồ từ năng lượng cấu thành, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm hình dạng, trợ giúp chiến hạm theo gió vượt sóng, phá vỡ hỗn độn chi khí. Đây là... Nhìn xem đầu thuyền đạo thân ảnh kia, Lục Minh cảm giác có chút quen thuộc. Nguyên sơ chi địa chỗ sâu cố kia hài cốt. Hết tập 356.